Ni Diệu Hân. Năm 2004, tôi và cư sĩ Quả Năng đi đến Am Pháp Hoa. Lúc tôi đang giảng trên đại điện, bỗng thấy một nữ cư sĩ dìu một sư ni khoảng 40 tuổi tiến vào đại điện. Vị sư này chân trái không nhấc lên để bước qua bậc cửa được, nên cô Phật tử phải dùng hai tay phụ nhấc chân ni lên đưa giúp vào đại điện. Ngay khi đó tôi bỗng nhìn thấy rõ ràng có dông một con rắn to đang quấn chặt quanh chân trái sư ni này. Đợi đến lúc sư hỏi nguyên nhân căn bệnh của mình, tôi liền chất vấn. Trước khi xuất gia, bà có giết qua nhiều rắn hay không? Trong số đó có một con rắn to. Tôi dùng hai tay miêu tả độ dài ngắn của con rắn. Bà lập tức nói. Trước khi xuất gia, tôi làm công tại tiệm ăn, từng giết rất nhiều loài vật. Trong số đó có một con rắn to. Sau khi xuất gia rồi, tôi cũng đã sám hối trước Phật. Tôi giải thích. Con rắn này là xà dương. Đời quá khứ, nó cũng từng xuất gia tu hành. Do tâm sân nặng mà bị đọa làm vua rắn. Xin bà hãy vì nó tụng 7 bộ kinh Địa Tạng để siêu độ, cầu cho nó xin làm người trở lại, xuất gia tu đạo. Và tôi mong tất cả chúng ta hãy cùng giúp đỡ nó. Rồi tôi dặn dò. 9 giờ tối nay, khi bà tỉnh tọa, hãy vì xa dương niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát khoảng nửa tiếng là được rồi. Tôi và Quả Năng cũng sẽ phụ giúp bà siêu độ xà dương cho thành công. 7 bộ kinh Địa Tạng này bắt buộc bà phải tụng trong 3 ngày. Tụng càng nhiều càng tốt. Tối đến khi tỉnh tọa, tôi giảng yếu nghĩa tâm kinh cho vong linh xà dương nghe và khuyên nó nên buông bỏ tâm sân hận. Vì làm vậy chính là tạo công đức, tức khắc sẽ được đầu sinh nhân gian trở lại tu hành. Xà dương vâng lời, thế là nó liền đi đầu thai, sinh vào một nhà phú quý, là một bé trai. Tôi quan sát, thấy đến năm 17 tuổi thì nó sẽ đến thiên đài xuất gia làm tăng. Hôm sau, lúc tôi và Quả Năng dùng cơm sáng, vị sư ni đến cảm tạ và nói cái chân đau đã lành rồi. Tôi nhắc bà phải tụng cho xong 7 bộ kinh Địa Tạng để gia tăng thêm phúc báu cho bé trai kia ở nhân gian. Hôm ấy giảng pháp sáng xong, tôi nghĩ dùng cơm trưa xong thì giảng tiếp đến 4 giờ rưỡi chiều, rồi đợi cư sĩ Ninh Ba lái xe đến đón về. Nhưng khoảng 4 giờ chiều thì vị sư ni kia đột nhiên đứng dậy, chạy tới trước tôi la lớn. Ngài Quả Khanh, xin hãy cứu tôi. Rồi bà đứng tại đại điện, vung vẩy tay áo tràng, quờ tay múa chân. Lúc đó các cư sĩ trong điện đều rời chỗ ngồi đứng dậy vây quanh. Tôi thỉnh mọi người hãy vì sư niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Riêng tôi vẫn đứng giữa điện, vừa trì chú Đại Bi vừa quan sát, để tìm xem là linh thức nào đang gá vào thân bà. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, tôi vẫn chưa nhìn ra là vong linh nào đang đến đòi nợ vị ni kia. Đành phải cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ. Đột nhiên, vị ni đang quơ tay múa chân kia bỗng té nhào xuống, nằm sóng xoài trên đất, chân trái duỗi ra, chân phải cong lại. Trong chớp mắt, tôi nhận ra hình dạng này giống y như hình hài một cô gái bị té lầu chết. Lúc đó tôi rất bàng hoàng, lòng thực sự lo âu vì tình huống phát sinh bất ngờ này. Những niệm ưu tư này trong chớp mắt đã tan biến, bởi tôi tin chắc rằng Phật Bồ Tát tuyệt không hề ngồi nhìn mà bất quản, nhất định các ngài sẽ từ bi gia hộ. Khi đó mọi người niệm Phật gian trên đại điện, chú Đại Bi lại về trong tâm tôi. Tôi tin chắc vị sư này không thể chết đi, cho dù sắc diện bà đã chuyển sang sắc tối đen cực kỳ u ám. Trong suốt 10 phút, vị sư không hề động đậy. Tôi cảm thấy đại chúng cũng đang lo âu cho sự sống chết của bà. Nhưng do tôi cứ đứng yên chắp tay trong đại điện, nên mọi người cũng an lòng, bình tĩnh niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đột nhiên vị ni kia lồm cồm đứng dậy,
hai tay chắp lại đi về phía tôi, miệng lớn tiếng rên rỉ. Ngài Quả Khanh, xin hãy cứu tôi. Tôi thầm cảm tạ Phật lực gia trì, khẽ hỏi. Người là ai? Dòng Linh đáp. Tôi là một cô gái 22 tuổi, nguyên là có hai nam nhân muốn cưới tôi. Nhưng hắn... Chỉ tiền thân vị ni này kiếp trước là nam. Vì muốn chiếm đoạt tôi, nên đã lừa tôi lên lầu, giở trò xâm hại vô lễ. Nhưng tôi kiên quyết không thuận theo. Vì không được thỏa mãn thú tính, nên hắn đã xô tôi té lầu mà chết. Lúc đó oan hồn tôi một mực đeo theo hắn, rất muốn báo thù, giết hắn chết. Nhưng do hắn còn phúc báo quá lớn, nên tôi không thể tiếp cận làm hại được. Mãi đến sau này, khi hắn chết đi rồi thì đầu thai làm nữ nhân. Xong, tôi vẫn chưa thể tiếp cận báo thù được. Rồi đến khi hắn vào làm ở tiệm ăn, tạo đại sát nghiệp, tự tàn phá phúc báo của mình, khiến phúc thọ bị giảm, thì xem như tôi đã có cơ hội báo thù rửa hận. Nhưng đột nhiên hắn lại xuất gia. Vì vậy mà ngay trong đời này của hắn, tôi vẫn chưa báo được cừu thù. Suốt hai ngày nay, tôi đã được nghe ngài thuyết pháp, nên cũng minh bạch lý nhân quả. Tôi thầm nghĩ, đời trước hắn hại tôi chết, ắt là có nguyên nhân khuất tất trước đó nữa. Biết đâu tôi cũng đã từng hại chết hắn. Nếu như bây giờ tôi báo thù, thì oan oan tương báo sẽ tiếp nối tái diễn không bao giờ dứt. Thế thì tôi sẽ thống khổ hết chỗ nói. Vì vậy mà tôi không còn muốn báo thù hắn nữa. Cầu xin ngài hãy chỉ cho tôi con đường sáng để đi. Dù khi nạn nhân trình bày, lời nói không được rõ ràng, nhưng tôi rất hiểu. Oan hồn cô gái này đã hỉ xả, chịu buông bỏ oán thù, phát tâm muốn quy y Phật. Thế nên tôi bảo, nơi này gần phố Đà, cô hãy đến đó bái Bồ Tát Quan Âm làm thầy mà tu hành nha. Tôi nói xong liền thấy sư ni thần thái khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn còn ẩn hiện vẻ phấn khởi mừng vui của vong linh. Mấy vị nữ cư sĩ liền dìu bà vào lưu phòng nghỉ ngơi. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, cư sĩ Ninh Ba thúc tôi khởi hành. Lúc tôi chuẩn bị lên xe, bỗng nghe tiếng gọi to. Ngài Quá Khanh, xin hãy đợi một chút. Tôi quay đầu nhìn, thấy sư ni hồi nãy hình dáng giống cô gái trẻ tuổi bước ra. Tiến đến trước tôi quỳ xuống bậc thềm, biểu thị lòng cảm tạ. Tôi bảo, đó là nhờ Bồ Tát Quan Âm từ bi gia hộ. Chúng ta nên làm đệ tử ngoan của Bồ Tát. Ngài lúc nào cũng gia hộ cho các Phật tử. Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắc nhở. Nếu tâm sinh khởi chút ý hận, cho dù là trong khoảnh khắc, cũng sẽ quân thành tập quán xấu. Vì vậy phải lo tu chỉnh sửa sai ngay. Không nên dung dưỡng chút lỗi nhỏ nào. Cần cảnh giác trong từng khởi tâm động niệm, lúc nào cũng phải luôn đề tỉnh, giữ chánh niệm, tăng gia quán chiếu, tập tu hạnh nhẫn. Được vậy mới không sinh phiền não, mà còn tăng thêm công phu tu cho bản thân. Phúc lành. Chị tên là Phương Ngọc. Năm 1991, chứng kiến cảnh người cha bị bệnh sỏi ống mật, ngày đêm đau đớn mà thuốc thang không thuyên giảm. Chị liền đến quỳ dưới tượng Phật, thành tâm thành ý, nguyện xin đổi 10 năm cuộc đời mình để cha được lành bệnh. Điều kỳ diệu đã xảy ra, bệnh tình của cha chị không thuốc mà dần khỏi, cho đến nay cũng không phát tác trở lại. Nhưng cũng từ đó, cuộc sống của chị dần lâm vào bế tắc. Luật nhân quả đôi khi thật khó hiểu. Chị những tưởng sẽ giảm 10 năm tuổi thọ vì điều nguyện của mình. Nhưng không, mà là chị phải chịu qua 10 năm lận đận khốn khó. Kể từ khi cha lành bệnh, chị gặp hết gian nan này đến khó khăn khác. Đầu tiên là kinh tế lâm vào khó khăn, đến nỗi phải nhịn ăn sáng để trả tiền thuê phòng.
rồi phải thôi học, rời khỏi giảng đường đại học để lo kế sinh nhai. Chị kết hôn nhưng nhanh chóng cuộc hôn nhân đó cũng đi vào ngõ cụt. Kết quả chị ly dị và thêm gánh nặng nuôi hai đứa con thơ ăn học. Rồi không biết bao nhiêu xui xẻo khốn khổ cứ đeo bám chị suốt 10 năm trời. Nhân nào thì quả nấy, trời không phụ người có hiếu. Qua hết 10 năm như lời nguyện của chị, cuộc sống đã sang một trang khác. Chị đăng ký học lại vào Đại học Y khoa Cần Thơ và tốt nghiệp một cách dễ dàng. Chị học thêm một năm ở bệnh viện Từ Dũ. Học xong lại được bác sĩ ở đó giới thiệu vào làm ở một bệnh viện khác với mức lương ngất ngưỡng, công việc hết sức ưng ý và thuận lợi. Đến nay sự nghiệp chị đã ổn định, giàu có và thành đạt, con cái trưởng thành và rất ngoan ngoãn, hiếu thuận. Chị cảm thấy mãn nguyện vì những gì mình đang có. Chị chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn rằng mọi người sẽ có thêm chút niềm tin vào luật nhân quả, rằng trời luôn có mắt. Tiểu Phí. Có một thanh niên tên Tiểu Phí, sau khi tôi khuyên y dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, tập tĩnh tọa rồi, thì chưa đầy mấy ngày y đã đạt được một số năng lực vi diệu. Một hôm y đến nhà tôi chất vấn. Ngài nói tụng chú Đại Bi uy cảm thiên địa hả? Nhưng hàng ngày sáng nào tôi cũng đều tụng 10 biến chú Đại Bi, song chẳng thấy hiện tướng lành gì ráo, chỉ thấy quỷ thần qua đường ngó tôi nửa mắt mà thôi. Việc này là sao vậy? Lúc đó quả đạt, con trai tôi 15 tuổi cũng đang ở đó. Thế là tôi bảo cả hai. Bây giờ tôi tụng chú Đại Bi, Tiểu Phí thì lo nhìn cảm ứng trên trời, còn quả đạt thì theo dõi cảm ứng nơi địa ngục nha. Căn dặn xong, tôi liền ngồi khoanh chân, gõ mõ chuông. Lúc đó tôi còn rất chấp tướng, thực ra chẳng cần dạy. Và bắt đầu tụng chú Đại Bi. Tôi tụng chưa được mấy câu thì chợt nghe tiếng Tiểu Phí khóc nức nở bên tai. Sau khi tụng xong, tôi hỏi y. Vì sao mà khóc vậy? Y đáp. Ngài vừa gõ chuông thì tôi thấy có rất nhiều thiên nhân quỷ thần tụ hội. Ngài vừa đọc chú lên thì có rất nhiều thiên chúng đồng quỳ xuống chắp tay nghe. Có lúc họ đứng chắp tay nghe, còn có hai con rồng đang bay cũng đáp xuống, nằm trên đất lắng nghe. Ngài tụng xong rồi thì tất cả đều hành lễ mà đi. Tôi chấn động quá nên bật khóc. Quả đạt thì kể, trong lúc tôi tụng chú, nơi địa ngục liền đình chỉ tất cả hình phạt trị tội. Toàn bộ kẻ thọ hình đều quỳ tại đó, chắp tay hướng lên nghe chú Đại Bi. Tụng chú xong thì nơi địa ngục bắt đầu hành hình lại, nhưng mức độ giảm đi, người thọ hình chịu thống khổ cũng nhẹ hơn. Nghe họ kể, tự nhiên tâm tôi cao hứng, thế là tôi bảo Tiểu Phí. Giữ giới chẳng phải chỉ là không sát sinh, không ăn thịt, mà còn phải không làm các điều ác, siêng làm các điều lành, thành thật sám hối các tội nghiệp đã tạo trong quá khứ nữa. Hễ bạn càng tinh tấn sửa tật tánh mình, thì âm thanh tụng chú biến chuyển càng gian xa, và chúng sinh đến nghe kinh càng đông. Tụng kinh là như vậy đó. Tụng chú là nương sức mạnh của chú làm tiêu tội nghiệp. Quỷ thần thiên nhân nghe rồi, lập tức cũng tiêu định nghiệp của họ. Tụng kinh ắt có thể khiến chúng sinh minh lý, biết sai hối lỗi, vĩnh viễn dứt vô minh. Người tu hành chân chính tụng kinh sẽ khiến thiên nhân nghe được tăng thọ, quỷ thần sớm ra khỏi ác đạo, chuyển sinh vào cõi lành. Hễ ai không làm các điều ác, luôn làm các điều lành, thì khi tụng kinh trì chú sẽ chiêu cảm vô lượng công đức. Nếu người tham sân si nặng hoặc không giữ giới mà tụng kinh trì chú thì chẳng đạt được kết quả tốt. Lúc đó tôi mới trì giới, thời gian bỏ mặn ăn chay chưa được bao lâu, cho nên chỉ tụ tập được nhiều thiên nhân quỷ thần đến nghe chú. Nếu như tôi tu hành tốt, ắt sẽ có vô lượng chúng sinh đến nghe kinh thọ ích.
Hơn nữa trong lúc tụng kinh chú, tâm phải định tĩnh chuyên nhất, nếu không sẽ khó đạt được kết quả tuyệt đối. Ngày 23 tháng 10 năm 1994, lần đầu tôi đi giảng Phật Thánh Thành, đến chỗ Ngài Tuyên Quá. Sau khi quay về rồi, lúc tôi và con gái Quả Lâm đến Phổ Đà Sơn lễ Phật, tại Phổ Tế Tự đã gặp một vị thọ thần cây dương ngàn năm. Ông nói mình nghe Ngài Tuyên Quá giảng tâm kinh rồi, nhưng không hiểu nghĩa câu vô khổ tập diệt đạo, và hướng tôi cầu xin giải thích. Chúng tôi hiếu kỳ hỏi ông: Đại sư giảng kinh tại Mỹ, ông ở tại Phổ Đà Sơn thuộc Đại Lục, vì sao có thể nghe Ngài giảng kinh được chứ? Thọ thần nói: Khi Ngài Tuyên Quá giảng kinh, khắp pháp giới đều nghe được hết. Chỉ có con người bị tài sắc danh lợi che mờ làm lụy mới không nghe không thấy. Còn tất cả các chúng sinh khác đều im lặng nghe thượng nhân giảng pháp, lo tự huân tu, bồi dưỡng hạt giống bồ đề. Ông kể mình đã nghe Ngài Tuyên Quá thuyết pháp từ rất lâu rồi. Lúc đó tôi giải đáp những điều thắc mắc trong tâm kinh cho ông nghe. Hơn nữa sau khi về nhà, tôi đã gọi điện trình báo sự tình này với Ngài Tuyên Quá. Sau đó tại Thánh Tự ở Los Angeles, Ngài Tuyên Quá đã đặc biệt vì thọ thần này tổ chức lễ quy y chính thức cho ông. Khi đó tạp chí Tổng hội Phật giáo Pháp giới cũng có đăng bài tường thuật việc này. Nếu Pháp lữ nào đi Phổ Đà Sơn lễ Phật, không ngại thì hãy đến Phổ Tế Tự hỏi trực tiếp vị đệ tử đặc biệt kia của Ngài Tuyên Quá. Cây này là đệ nhất cổ thụ cực kỳ to lớn, nằm bên trái phía trong cổng chùa. Ngài Tuyên Quá giảng: Người đã đoạn sát, đạo, dâm vọng thì thân tâm thanh tịnh. Chỉ cần họ nói một câu giảng sinh đi thì đã có thể siêu độ vong linh vào cõi thiện rồi, huống chi là còn thuyết giảng kinh pháp. Bởi vậy, tất cả đệ tử Phật đều cần phải lấy giới làm thầy, lấy đức dưỡng đạo, phúc huệ song tu mới có thể giúp chúng sinh đạt đến lợi ích cực lớn, đồng thời cũng làm lợi cho chính mình. Nàng dâu quý. Nhớ lại vào năm 1993, mới vừa qua rằm tháng giêng âm lịch, bạn đạo của tôi là bác sĩ Hoàng gọi điện cho Quả Lâm, mách rằng có một nữ đồng hương ngụ nơi quê nhà Hoành Thủy của ông mắc phải quái bệnh, toàn thân đau đớn khó chịu, đau đến phải khóc la như quỷ gào sói tru. Trị thế nào cũng không hết, phải quỳ trên giường mới có thể tạm giảm bớt đau đớn. Nhưng mồm luôn kêu trên: "Ôi đau, đau quá!" không ngừng. Bởi âm thanh rên khóc quá ghê rợn ồn náo, làm ảnh hưởng đến những người bệnh khác cần nghỉ ngơi, nên các y viện nhỏ không chịu thu nhận cô nhập viện và khuyên cô hãy đến bệnh viện lớn chữa trị. Người trong thôn sực nhớ có bác sĩ Hoàng là đồng hương đang công tác tại Thiên Tân, liền bảo người chồng đưa cô đến đó. Bác sĩ Hoàng sắp xếp cho cô nhập viện rồi, nhưng y viện khám không ra bệnh. Hôm qua cô quỳ trên giường, thét rên không ngớt, khiến các người bệnh nơi phòng khác không ai nghỉ ngơi gì được. Hừng sáng hôm nay y viện thông báo phải cho cô ra viện ngay. Trong tình cảnh này, đừng nói là cô khó thể trụ tại nhà ai, mà ngay cả thuê phòng cũng chẳng được. Do vậy bác sĩ Hoàng đành hỏi chúng tôi về nguyên nhân căn bệnh của cô. Quả Lâm bảo: Cô này hiện nay thọ mạng chỉ còn trong sớm chiều. Bác sĩ mau đi hỏi cô, đời này đã phạm lỗi gì với ai nhiều nhất? Chỉ cần cô đáp đúng, lập tức cơn đau có thể dừng. Sau đó hãy để cô tự phát lồ, nói ra hết những lỗi mình đã phạm phải. Hễ tự thú được càng nhiều thì tội càng bớt, cơn đau càng giảm. Hôm sau bác sĩ Hoàng gọi điện tới, tường thuật tình hình bệnh nhân. Ngay lúc cô đang quỳ trên giường kêu rên, bác sĩ Hoàng hỏi: Ngay cả y viện lớn tại Thiên Tân này cũng không tìm ra bệnh của cô. Tôi đã đi thỉnh ý một vị tu hành, họ bảo tôi nên hỏi cô. Cả đời này
có làm điều gì phạm lỗi với ai không? Nếu nói đúng thì bệnh dừng. Cô đáp, tôi có lỗi rất lớn đối với mẹ chồng. Cô vừa nói xong, giống như bị một đôi tay vô hình đẩy một cái, liền ngã lăn ra trên giường, miệng không còn rên la nữa mà lộ vẻ rất vui mừng mãn ý. Cô có vẻ muốn nói nữa, nhưng do quá kiệt sức không thốt ra lời nổi nữa, nên đành nhắm mắt lại rồi cô thiếp đi, chìm vào giấc ngủ. Tính ra từ lúc phát bệnh đến giờ, cô phải quỳ như thế suốt 3-4 ngày chưa được nghỉ ngơi. Lần này cô ngủ một lèo hơn 20 tiếng, ngay cả truyền nước biển vào tay cũng không tỉnh. Lúc bác sĩ Hoàng đến gặp cô, dù vẫn còn nằm trên giường, nhưng cô không còn thét la kêu rên chi nữa. Bác sĩ Hoàng giảng lý nhân quả Phật giáo cho cô nghe và hướng dẫn cô niệm mười mấy tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau đó bảo cô nếu chân thành nhận lỗi sám hối tha thiết thì có thể tiêu tội. Xem ra cô đã thực sự biết lỗi rồi và bắt đầu phát lộ việc mình có lỗi đối với mẹ chồng như sau. Tôi ngay từ lần đầu tiên bước vào nhà mẹ chồng thì phát hiện bà là một bà già quá mê tín. Trong nhà thờ bà dị Thiên Địa Quân Thân Sư. Tôi bảo, nay là thời đại gì rồi mà mẹ còn tin ba cái thứ nhảm nhí đó? Hãy mau mau đem bà dị vứt đi. Nhưng mẹ chồng nói chúng tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện. Quả thực trên đầu ba thước có thần minh. Tâm con người ta lành hay ác, trời đất đều nhìn thấy, biết hết. Cho nên làm người phải kính trời đất, hiếu song thân, trọng sư trưởng. Nếu sống mà không chịu hành thiện tích đức, toàn làm việc xấu, sớm muộn gì cũng sẽ bị ác báo. Tôi nghe vậy thầm cho lời mẹ chồng giáo huấn ngầm chứa ác ý đối với tôi, nên từ đó ghim hận trong lòng. Khổ nỗi, chồng tôi rất hiếu thuận. Mỗi khi ăn cơm đều mời bà ngồi trên, nghĩa là thượng tòa. Bà mà chưa cầm đũa thì chúng tôi chẳng thể ăn trước. Điều này càng khiến tôi tức giận. Kết hôn xong thì tôi sinh con. Thầm nghĩ, đã có con rồi thì xem như tôi có đủ tư cách để nghênh chiến cùng mẹ chồng. Bởi vậy, hễ muốn ăn thì tôi ăn, muốn uống thì uống. Trong nhà không cho chơi mặt trượt thì tôi đến nhà bằng hữu chơi. Có lúc gầy xong đến sáng mới về. Hôm sau tôi ngủ mê mệt, cho đến khi mẹ chồng kêu dậy, tôi mới rời giường ra ăn cơm. Do chuyện này mà nhiều lần cùng chồng gây cãi, thậm chí có lần còn bị chồng đánh cho. Lúc đó tôi tức giận, ẵm con về nhà mẹ ruột. Một tháng sau, mẹ chồng thân hành tìm đến trước, tôi mới chịu về. Từ đó, không những mẹ chồng không dám chọc giận tôi, mà chồng tôi cũng phải nhường nhịn nể nang tôi. Tôi cho đó là chiến thắng dễ dàng, còn truyền dạy kinh nghiệm này cho các nàng dâu trong thôn là bạn hữu chơi bài với tôi. Tôi trở thành nữ chủ nhân trong nhà. Tất cả việc nhà, mẹ chồng tôi phải thầu lãnh hết. Ngay cả quét nhà gánh nước gì cũng do bà lo tất. Mẹ chồng hàng ngày trừ thắp hương lễ bái trước bà dị Thiên Địa Quân Thân Sư ra, bà còn làm thêm việc thài lai ngu dốt nữa, là hễ nhà ai có xảy ra chuyện hôn tang cưới gả thì bà liền nhào tới đó trợ giúp. Ngay cả cơm nước cũng bỏ, để mặc người nhà ăn một mình. Còn hễ gặp ăn mày đến nhà mà bị tôi xua đuổi thì bà rượt theo họ, ráng cho mấy đồng hay thức dùng chi đó. Vì vậy mà tôi nhiều lần gây cãi với bà, mắng bà là đồ đần, ngu như heo, thần kinh. Nhưng mẹ chồng không hề dám cãi lại với tôi, chỉ mỉm cười nói, ta nghĩ mình là người biết tiết kiệm tiền, con đừng có quản tới mà chi. Còn một chuyện khiến tôi tức giận nữa là nhà tôi ngủ tại đầu thôn, cổng trước cách đường lộ khoảng 100-200 mét. Mỗi tối vào những ngày không trăng, mẹ chồng tôi tự chế ra 10 cái đèn bão, cứ cách 20 mét thì treo lên một cái. Mục đích là để soi đường cho thiên hạ đi. Tính ra cả năm
bà tiêu phí không biết bao nhiêu dầu. Tôi nghĩ chỉ vì bà muốn được mấy câu khen ngợi của dân làng, chứ tính ra có thu được cái quái gì đâu. Năm nay, vào ngày 30 cuối năm, sáng sớm, vợ chồng tôi cùng con trai đi xe quả đến Thạch Gia Trang mua hàng Tết. Về tới nhà thì đã hơn 4 giờ chiều. Chỉ thấy cái sân được mẹ chồng quét sạch bóng, lu vại gì cũng đã đổ đầy nước. Chồng tôi còn hỏi, ai gánh nước đây? Anh đâu biết là trong nhà này, nếu không phải anh gánh thì là mẹ chồng gánh. Thấy cửa gian giữa hơi khép, con tôi lên tiếng kêu, nhưng gọi mãi mà không thấy bà nội ứng thinh. Bèn đẩy cửa tiến vào, thì thấy bà ngồi trên ghế trúc, đầu quẹo qua bên trái ngủ queo. Chồng tôi vội buông hàng quá, bước tới gần kêu, mẹ ơi, thức dậy đi, lên giường mà nằm ngủ chứ, ngồi trên ghế ngủ như vậy sẽ mệt đó. Nhưng mẹ chồng tôi không nhúc nhích cửa quậy gì. Chồng tôi vừa lay bà nhẹ nhẹ, vừa kêu mẹ ơi mấy tiếng, nhưng bà vẫn không động đậy. Anh quảng hốt khóc to, kêu réo mẹ thức dậy sùm. Tôi đang rửa sơ cái mặt thì nghe nói mẹ chết rồi, đã ngừng thở rồi. Tôi cấu tiếc rủa ngay. Sớm không chết, muộn không chết, lại ra đi đúng vào ngày 30 cuối năm. Chẳng phải là muốn chúng tôi không được ăn Tết ư? Thiệt thất đức quá mà. Chồng tôi đang khóc, nghe tôi lầm bầm như vậy, liền quay qua tát mạnh vào mồm tôi. Tôi liền tru tréo khóc ầm lên. Hàng xóm cùng người trong thôn đều chạy qua, bu đầy nhà. Mọi người đều khóc thương mẹ chồng tôi. Lúc đó tôi còn nghĩ, trong đám láng giềng này nhất định sẽ có kẻ mắng tôi. Nhưng không ai làm vậy. Bây giờ nhớ lại, có thể là mẹ chồng tôi chưa từng ra ngoài nói xấu tôi với ai. Tôi đã hiểu lầm lòng tốt của mẹ chồng. Thật quá có lỗi với bà. Tối 30, đây là lần đầu người toàn thôn phá lệ xưa. Không nhà nào chơi đùa hay đốt pháo hoa. Không một đứa trẻ nào ăn mặc diễm lệ. Hầu như người toàn thôn thay nhau giữ linh quan suốt đám tang. Bây giờ tôi mới hiểu, do mẹ chồng hay giúp đỡ xóm giềng, nhiều năm nay những đêm tối không có trăng chiếu, bà đã treo đèn soi sáng đường về giúp người trong thôn, nên toàn thôn hiện thời, ngay cả năm mới, chẳng ai muốn đón mừng, chứng tỏ mẹ chồng tôi rất được cả làng yêu thương kính quý. Bản thân bà biết mình sắp ra đi, còn ráng vì chúng tôi làm chu đáo hết mọi việc trong nhà, rồi ngồi trên ghế an lành ra đi. Bà quá nhân nghĩa mà. Nhưng lúc đó tôi lại mắng trách mẹ chồng. Tôi quả thật đáng chết. Rằm tháng giêng vừa qua chưa được mấy ngày, tôi bỗng cảm thấy toàn thân khó chịu. Ban đầu tôi cho là chắc tại lo đám tang nên mỏi mệt. Do nghĩ Tết đến nơi mà còn phải lo ma chay, nên tôi rất hận mẹ chồng. Tôi còn hướng về chồng nói xấu bà nữa. Lúc đó chồng tôi rất khó chịu, trừng mắt lườm tôi và chỉ nói một câu, em làm ơn lưu giữ chút khẩu đức đi. Rồi anh im lặng không nói thêm gì nữa. Sáng hôm sau tôi thức dậy, vừa cúi xuống định mang hài rời giường thì té nhào trên đất. Đau đến nỗi tôi thét lên oan oát, cảm giác như đang bị cả trận mưa roi trượng bằng sắt giáng quất vào thân. Chồng tôi vừa chạy đến đỡ tôi dậy, nhưng không đỡ lên nổi. Vì hễ tay anh chạm vào đâu là tôi nghe chỗ đó đau như muối xác kim châm. Tôi bị đau đớn thống khổ chạy dò suốt thời gian dài mới phát hiện ra. Chỉ có tư thế quỳ trên đất và dang hai tay ra vịn trên đất mới tạm giảm đau chút đỉnh. Toàn thân tôi có cảm giác như xương cốt đều bị bẻ gãy dở dụng. Hễ động đậy một chút là đau không chịu nổi. Tôi lúc đó không hề biết đây là ác báo do mình vô lễ hỗn hào, ngược đãi phỉ báng mẹ chồng. Bởi tôi không bao giờ tin vào mấy cái thuyết nhân quả báo ứng. Nhưng bây giờ tôi đã tin rồi. Tôi chưa muốn chết, do con tôi chưa trưởng thành. Tôi nguyện từ nay nhất định sẽ tu sửa, lò hương quả thờ phụng mẹ chồng,
ngày ngày thắp hương lễ sám, sẽ làm nhiều việc thiện, tạo phúc đức. Bác sĩ Quang thấy bà đã biết nhận lỗi, thân thể cũng không còn đau, liền khuyên bà lúc nào cũng phải niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Phải tâm niệm, miệng niệm mới được. Và ông tặng bà một sâu chuỗi, nhắc nhở bà phải luôn kiểm lại những lỗi lầm suốt mười mấy năm nay đã cư xử tệ với mẹ chồng, nên phát tâm sám hối, có lẽ sẽ mau chóng lành bệnh. Nửa tháng sau, bác sĩ Hoàng đến nhà tôi, báo tin là ông vừa cho bệnh nhân kia xuất viện về quê. Nhưng thêm một chuyện lạ phát sinh nữa, nên vội đến báo cho chúng tôi hay. Nàng dâu ngỗ nghịch này sau khi hối lỗi, tự đánh vào mình như tử, rồi thì mỗi ngày đều niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì ngủ được an lành. Nhưng không thể ăn gì, chỉ có thể nương vào truyền dịch mà duy trì mạng sống. Bác sĩ Hoàng có lần vào phòng bệnh, phát hiện bà nằm trên giường, miệng động đậy, tay phải để trên ngực lần chuỗi, hai khóe mắt tuôn tràn lệ, ướt đẫm cả gối. Một hôm, sáng sớm thức dậy, bà hưng phấn nói với chồng, kể rằng bà mơ thấy mẹ chồng đến thăm, cười ha hả bảo bà, yên tâm đi, nhà ta sẽ ngày càng tốt hơn. Rồi đột nhiên mẹ chồng quá thành vị trời biến mất. Bà nói chắc là bệnh mình sẽ lành. Nhưng ông chồng thấy bà mỗi ngày càng một tệ hơn, bèn quyết định dùng xe cứu hộ đưa bà về quê. Hôm đó, thời tiết đặc biệt lạnh. Xe khởi hành rồi thì bác sĩ Hoàng nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Đột nhiên, ông nghe thấy tiếng bà nói với ông, tôi đi đây, cảm tạ ông cứu tôi, đã dạy tôi niệm Phật. Ông vội mở bừng hai mắt, ý thức bà đồng hương nọ đã chết, thế là vội nghiệm thay, kiểm tra quan sát, thấy bà đã tắt thở. Họ dừng xe lại, người chồng lo khoác y phục tốt cho bà. Lúc này xe vừa ra khỏi huyện tỉnh Hải, gió lạnh vây bủa tứ bề. Phải mất 5 tiếng mới về tới nhà. Khi người chết xuống, thấy thân bà rất mềm dịu so với lúc sống không khác bao nhiêu. Tang sự hoàn tất thuận lợi, chuyện của bà trở thành tấm gương giáo dục cho toàn thôn. Đây là do tội không tin Tam Bảo, bất hiếu với mẹ chồng, phỉ báng người lương thiện, nên nàng dâu đã mắc phải hiện thế báo. May nhờ có bác sĩ Hoàng dạy bà niệm Phật sám hối, diệt được vô lượng tội. Nếu không, bà sẽ chết rất thê thảm, chết rồi còn bị đọa địa ngục vô gián. Trong văn Lương Hoàng Sám giảng giải Phật Pháp rất vi diệu tinh tế, là vì muốn chúng sinh tiêu trừ si ám, đạt được quang minh, ai cũng lìa khổ được vui, vừa niệm Nam Mô Phật, trọn có thể thành tựu Phật quả. Hung dữ, chửi bới, cướp lấn đất của hàng xóm, cả gia đình bị quả báo thảm khốc. Chuyện này do chị Lê Thị Hoa trong phái đoàn của Úc kể lại. Có một gia đình đặc biệt hung dữ, sống gần nhà chị, không thấy mặt mũi của chồng bà đâu. Chị biết bà có 2 người con gái, 5 người con trai, đứa nào cũng ngang ngược hung dữ như bà. Chị còn nhớ khi còn rất nhỏ, chị đang làm con cá, thì bà đi ngang mắng con gái chị mà không biết làm cá, đồ hư quá. Chị rất ngạc nhiên vì bị bà này mắng chửi vô cớ. Ở trong xóm, người nào cũng bị bà ta bắt nạt la mắng. Ai cãi lại thì bà cùng mấy đứa con hung dữ kéo tới hành hung, chửi bới, quấy rầy, kể cả đe dọa với nhiều hình thức khác nhau. Chị đã chứng kiến nhiều lần bà và đám con bà đã dùng dao, mã tấu tìm người ta mà gây sự. Chị nhớ rất rõ mấy người chở củi từ miền Tây lên đậu xe gần nhà bà, bán xong phải trả tiền cho bà và mấy đứa con. Những người mua củi cũng phải trả như vậy. Bà gọi đó là tiền hoa hồng. Người bán, người mua cũng phải trả tiền hoa hồng cho bà vì bà đã đút lót tiền bạc cho chính quyền địa phương nên bà cho mấy đứa con tự tung tự tác lộng quyền như vậy. Thế là sau cái chết của bà, những thảm kịch lại từ từ xảy ra trong gia đình của bà. Sự lộng hành của bà chỉ được 6 năm thì bà qua đời. Nguyên nhân cái chết cũng thê thảm, không được bình thường. Bà mất rồi, nhưng gia đình con cái bà bắt đầu lãnh quả báo từ từ.
Sau năm 1975, mọi người vượt biên, bà ở lại tìm cách chiếm đoạt đất đai, nhà cửa của người ta để dành cho con út bà ở. Còn nhà chính thì bà cho đứa con thứ hai ở. Mấy đứa còn lại thì có vợ con đùm đề phải ở nhà thuê. Thế là mấy đứa kia hợp lại yêu cầu hai đứa có nhà phải bán hai căn nhà để chia tài sản. Nếu không bán, bọn nó sẽ cầm dao mã tấu tới xử lý. Còn mấy đứa dâu và con cháu thì đem bà ra nguyền rủa. Sao bà có thể phân chia không đồng đều, không công bằng như vậy? Hằng Út là khôn lanh nhất, nó tìm cách bán căn nhà, rồi chờ nửa đêm nó dẫn vợ con trốn đi nơi khác sinh sống, nên không bắt nó phân chia tài sản được. Chỉ còn thằng thứ hai nên mấy thằng kia tập trung bắt nó phải bán ngay, không để nó trốn đi như Hằng Út được. Ba đứa qua nhà hàng xóm nhờ đến làm chứng là căn nhà kia là tài sản chung của gia đình họ. Nhưng trong xóm không một ai dám đứng ra làm chứng vì sợ liên lụy trả thù. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Hằng thứ hai cũng tìm cách đút lót cho chính quyền và bán được căn nhà, rồi cùng vợ con trốn đi biển biệt, không ai biết tin tức. Mấy đứa còn lại không lấy được đồng nào từ hai căn nhà đó, cũng cùng nhau chửi bới nguyền rủa bà mẹ, không lời nào tả xiết. Thời gian trôi đi, đời sống của họ ngày càng túng thiếu đói khổ. Cuối cùng con cháu của bà có đứa phải mang tù tội, gia đình tan nát, có đứa thì bị tai nạn giao thông rồi lại bị tật nguyền. Đó là quả báo hiện tiền ngay trong thời hiện tại mà chị đã chứng kiến theo dõi gần 12 năm. Câu chuyện thứ hai, ân oán đất đai giữa hai anh em trai. Câu chuyện được đăng trên trang Bí mật Trung Hoa dưới đây, một lần nữa truyền đi thông điệp về luật nhân quả ở đời. Mời quý độc giả cùng đọc và suy ngẫm. Vào thời nhà Tùy của Trung Quốc, vùng Đại Châu có nhà họ Triệu rất giàu có. Nhà họ có hai người con trai, con trai lớn tên là Triệu Mạnh, con trai thứ tên là Triệu Doanh. Triệu Mạnh vô cùng trung hậu, Triệu Doanh là vô cùng hung hãn. Người cha tên là Triệu Lương Tướng, tuổi đã cao, thấy tính cách hai người con khác nhau nên dự định phân chia tài sản để tránh sau này tranh chấp. Ai ngờ ông mới chết không lâu, Triệu Doanh đã chiếm đoạt tài sản của anh trai, chỉ để cho Triệu Mạnh một ngôi nhà. Triệu Mạnh đành phải đi làm thuê, chật vật sống qua ngày. Một thời gian sau, Triệu Doanh qua đời, y đầu thai thành con trai của Triệu Mạnh, tên là Triệu Hoàng. Về sau Triệu Mạnh cũng qua đời, đầu thai thành cháu trai của Triệu Doanh, tên là Triệu Tiên. Sau đó, cùng với sự trưởng thành của hai người, nhà Triệu Hoàng ngày càng nghèo đi, còn nhà của Triệu Tiên thì càng giàu thêm. Triệu Hoàng là chú họ của Triệu Tiên, lại buộc phải làm đầy tớ cho Triệu Tiên để mưu sinh. Khi ấy hai người không biết về quan hệ giữa hai người ở kiếp trước, thấy tình cảnh này đều than thở rằng ông trời không công bằng. Cảm thấy bất bình thay cho Triệu Hoàng. Một ngày nọ, mẹ của Triệu Hoàng nói với y, ngày chú của con còn sống đã ỷ mạnh hiếp yếu, chiếm tài sản của nhà ta, khiến nhà ta sống trong cảnh bần hàn. Giờ con còn phải đi làm đầy tớ cho nhà của họ, thật là một việc đáng thẹn, đáng trách. Triệu Hoàng nghe xong lời này, lòng vô cùng căm phẫn, nuôi ý định giết chết Triệu Tiên để rửa nhục. Nghĩ vậy, y giấu con dao sắc trong người, đợi cơ hội ra tay. Tới đầu năm khai hoàng, Triệu Tiên muốn đến Ngũ Đài Sơn hành hương, gọi cả Triệu Hoàng đi cùng. Hai người vào trong núi, tới nơi cách Nga Cốc chừng mười mấy dặm về phía đông. Triệu Hoàng thấy nơi này vắng bóng người, đúng là địa điểm tốt để ra tay. Y rút con dao sắc từ trong áo ra, trừng mắt nói với Triệu Tiên. Ông nội mày với cha tao là anh em ruột. Ông nội mày chiếm đoạt tài sản của nhà tao, khiến nhà mày giàu mãi, còn nhà tao thì nghèo mãi. Giờ tao là chú họ của mày, nhưng lại phải làm đầy tớ cho mày. Chuyện này có công bằng không? Hôm nay tao phải giết mày, làm hòa mối thù bất công ba đời. Nói xong, y vùng dao chém tới. Triệu Tiên quay người chạy, Triệu Hoàng đuổi theo sau. Triệu Tiên chạy vào rừng cây, thấy có một túp liều tranh liền chạy vào bên trong. Triệu Hoàng cũng đuổi vào theo. Sự giúp đỡ của nhà sư già. Nhà sư già ngồi trong liều tranh cố gắng chặn Triệu Hoàng lại, hỏi y tại sao lại muốn giết người.
Triệu Hoàng đáp, tôi muốn giết chết kẻ thù. Nhà sư già cười lớn. Nên tự hỏi mình tại sao lại kết thù. Cứ khoan đã, để ta khiến từng người các ngươi được biết bộ mặt vốn có, rồi sẽ biết ai là kẻ thù của ai thôi. Sau đó ông đổ một chút thuốc vào trong bát canh cho Triệu Hoàng và Triệu Tiên cùng uống. Hai người uống xong, chẳng bao lâu đều như tỉnh giấc mộng, nhớ lại những chuyện ở kiếp trước. Triệu Hoàng vốn là Triệu Danh, hiếp đáp anh trai, còn Triệu Tiên vốn là Triệu Mạnh, chịu nhục nhường nhịn cho em trai. Lúc này hai người đều vô cùng đau lòng, hổ thẹn. Nhà sư già bèn nói với họ, Triệu Danh phúc đức lớn, dù không chiếm tài sản của anh trai, cũng vẫn có thể giàu. Nhưng bởi ức hiếp anh trai chiếm tài sản, tham lam, cướp đoạt bất nhân, bởi vậy khi đầu thai kiếp khác, thánh thần đã bắt phải trả lại tất cả số tài sản đã chiếm và cả tài sản vốn có của mình cho anh trai. Bản thân phải chịu quả báo nghèo khổ, hơn nữa còn phải đi làm đầy tớ đền bù tội ức hiếp ở kiếp trước. Triệu Mạnh kiếp trước cứu tế, nhưng bởi không phải từ tấm lòng lương thiện chân thành, cho nên kiếp này dù giàu có, nhưng không thể hưởng thụ. Nhưng vì biết chấp nhận cuộc sống nghèo khổ, nên kiếp sau vẫn có thể an hưởng sự giàu có. Nói tóm lại, nhân quả luôn công bằng. Ai làm gì cuối cùng cũng phải tự chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Triệu Hoàng cần gì phải hận người khác để rồi giết người, khiến mối thù chẳng thể hóa giải được, tăng thêm tội lỗi cho bản thân. Hai người nghe xong mới hiểu ra mối nhân duyên này, hiểu ra đạo lý, tính kế hại người, cuối cùng lại hại chính bản thân mình, giúp người cũng là giúp mình. Từ đó hai người đều tin vào luật nhân quả báo ứng, cuối cùng đều xuất gia theo nhà sư già tu tập. Sư già tu giết chó bị hồn chó đến báo thù. Anh ta có biệt danh là Vu Tử, đã hơn 30 tuổi, thân hình vạm vỡ, tính tình thì ngay thẳng, làm việc siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao nên được ông chủ và mọi người xung quanh yêu mến. Nhưng có một điểm lạ là tại sao suốt năm làm việc vẫn không thấy anh xin về thăm nhà. Mấy năm trước, bí mật này mới được phô bày. Hẹn giờ vào đúng giữa mùa đông, gió bắc thổi ào ào, vả lại vào sáng sớm nên cái lạnh càng thấu xương, thấu thịt. Do sự đòi hỏi của cuộc sống nên chúng tôi ở lại làm thêm ca đêm. Sau khi hoàn thành công việc được giao, tất cả chúng tôi đều mệt mỏi ủ rũ, không ai ngước đầu lên nổi, miệng thì ngáp liên hồi. Trời vừa lạnh lại vừa buồn ngủ nên tất cả chúng tôi đều ngồi chụm lại, nhờ hơi ấm truyền nhau nên tranh thủ ngủ được một lát. Đột nhiên chúng tôi nghe có tiếng chửi mắng rất thậm tệ đâu đây. Bỗng chốc mọi người ở gần đều kéo đến xem thử có chuyện gì mà mắng chửi ầm ĩ như vậy. Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là hai người bạn đồng nghiệp trực ban hôm qua nói chuyện với nhau. Hai người đó, một người tên là Vu Tử, còn người kia tên là Nụy Tử Tài. Cả hai đều làm công như chúng tôi, cũng đều là dân ở tỉnh khác đến, nghỉ qua đêm ở đây. Kỳ lạ là chỉ cần Vu Tử đi vài bài quyền sơ sơ thôi, thì 10 Nụy tỷ bài cũng chết, huống chi là một. Thế mà không biết vì sao hôm nay Nụy Tử Tài lại hùng hổ mắng nhiếc Vu Tử thậm tệ đến như vậy. Mọi người cùng hỏi, thường ngày á thấy hai người này như tay chân, mà hôm nay lại mắng nhiếc nhau dữ vậy. Xin nói rõ cho chúng tôi xem chuyện gì vậy? Nụy Tử Tài chỉ vào Vu Tử rồi nói với giọng đầy bực bội. Tối hôm qua, ổng phát bệnh thần kinh hay sao? Mà cứ la lối, nói năng lảm nhảm suốt đêm à. Báo hại tôi với mọi người không ai ngủ được hết trơn á. Hôm nay không biết tôi có đi làm nổi đi không nữa. Nói đến đây, mặt anh Nụy biến sắc. Mọi người chỉ nghe không còn đỡ nha, chứ thấy được cái bộ dạng đêm qua của hằng Vu á, trời đất ơi, nó giống như là bị ma nhập vậy đó. Tôi ngước lên nhìn Vu Tử, thấy thần sắc của anh ta rất xấu, nên mới vẫy tay gọi anh ta ngồi xuống gần. Tôi bắt đầu hỏi chuyện, nhưng tôi hỏi thế nào anh ta cũng không trả lời. Sau cùng do mọi người thúc ép quá, nên anh ta mới ngập ngừng nói. Đêm hôm qua, tôi thấy quỷ. Nghe anh ta nói xong, ai cũng dựng tóc gáy. Ngay lập tức, mọi người đều ngồi im lặng, không dám nhúc nhích hay cười nói gì nữa. Cả đám đều chăm chú lắng nghe. Anh ta nói lắp bắp.
Khoảng 7-8 năm trước, cũng vào một buổi sáng mùa đông. Lúc đó nhà tôi ở giữa thung lũng, do nhàn rỗi nên tôi cùng với em trai ngồi dưới gốc cây cổ thụ trước sân nhà. Gió mạnh quá khiến anh em tôi run cầm cập. Đột nhiên tôi nghĩ mùa đông là mùa làm cho thịt động vật ngon nhất. Vừa nghĩ xong tự nhiên tôi thèm thịt chó rõ rải luôn. Nên tôi bàn với em mình. Em à, nếu bây giờ mà có thịt chó ăn thì không còn gì tuyệt vời. Phải không em? Anh chỉ mơ ước gì không có không ạ? Nói câu này xong, tự nhiên mắt nó sáng lên. À, có con chó vàng ở nhà bên cạnh. Không phải nó vừa mập vừa lớn đó sao? Đúng rồi, tại sao anh không nghĩ ra kia chứ? Nói là làm, tôi lấy một sợi dây thừng, thắt thành nút thòng lọng, rồi dụ con chó nhà kế bên qua. Khi nó vào vòng, chỉ cần giật nhẹ cái là bắt được, vừa đỡ tốn sức, vừa không sợ bị nó cắn. Bình thường con chó này vốn quen thân với chúng tôi, đến khi chúng tôi gần thọc huyết nó rồi mà nó vẫn còn giãy giãy cái đuôi mà nước mắt nó tuôn chảy. Trong ánh mắt của nó lúc đó hình như mong mỏi chúng tôi buông tha, chỉ coi hành động vừa rồi là trò chơi đuổi bắt chứ không phải là sự thật. Đến khi thấy tôi cầm dao đến, nó biết là không thể tránh khỏi cái chết. Nó không giãy đuôi nữa mà mặt mày buồn thảm, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Nhưng lúc đó, sự tham ăn đã làm mờ mắt, chúng tôi vẫn không chút động lòng trước hành động cầu xin của nó. Nó không phản kháng nữa, mà cho dù nó có phản kháng, cũng không được. Vì từ đầu cho đến cuối, nó chỉ có những hành động đau đớn quằn quại, chảy nước mắt. Chúng tôi cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới giết được nó. Lúc nó chết, hai mắt nó nhìn chúng tôi trừng trừng, mặt đầy căm hận. Lưỡi thè dài ra khiến chúng tôi nhìn sợ phát khiếp. Nhưng nghĩ đến cái mùi vị thơm của thịt nên chúng tôi chẳng quan tâm nữa. Cố hết sức lôi con chó đó vô nhà bếp rồi chặt đầu nó. Vì đầu không thể ăn được nên chúng tôi đem vứt, sau đó mới lột da, mổ bụng. Do làm biếng sợ ăn không hết nên chúng tôi bỏ hết bộ đồ lòng, chỉ lấy phần thịt lại mà thôi. Sau khi rửa ráy xong mới bỏ hết gia vị vào trong bụng, mài lại rồi đốt lửa lên quay. Trong khi chờ thịt chín, tôi bảo em tôi đi mua 2 chai rượu nếp. Anh em tôi vừa ăn thịt vừa uống rượu, tận hưởng hương vị cho đến nửa đêm. Có thể nói là vô cùng thỏa thích. Nhiều năm sau đó, có một đêm nọ, tôi nằm mộng thấy con chó vàng nó trở về, giống y như là lúc nó còn sống. Nhưng khi thấy tôi, nó không vẫy đuôi nữa, mà nhìn tôi trừng trừng, mặt mày hung tợn, ánh mắt như hai cục lửa lớn. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, định chạy trốn. Nó liền nhảy phốc tới cắn vào cổ của tôi. Tôi sợ quá hét to lên, cứu tôi với. Hô xong, tôi giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả thân, nhiều đến nỗi ướt cả áo quần và chảy thành giọt xuống đất. Từ đó về sau, đêm nào tôi cũng thấy nó về đòi mạng. Đêm nào nó cũng khiến tôi phát khiếp. Gia đình cho rằng tôi bị trúng tà ma nên mới mời thầy cúng về chữa bệnh. Ông ta dùng hết tất cả những biện pháp mà vẫn không thể đuổi được hồn ma của con chó. Lâu ngày không nhẫn tâm nhìn thấy gia đình hao tâm tổn trí vì mình, nên tôi quyết định trốn đi. Một năm sau, tôi nhận được tin sét đánh ngang tai, đó là em trai tôi vừa mới qua đời. Nghe xong, tôi lập tức về liền. Vừa về đến nhà, tôi nghe người thân kể lại. Từ ngày tôi đi khỏi, em trai tôi cũng gặp phải căn bệnh kỳ quái như tôi, nhưng nó bị nặng hơn. Lúc nào nó cũng thấy con chó vàng về đòi mạng cả ngày lẫn đêm. Nó luôn la hét ầm ĩ, bệnh càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Nó bắt đầu đi như chó, hú như chó. Trước khi chết, nó ngửi ngửi dưới đất y như là con chó vậy. Nó bò đến nhà chứa củi, không biết ai để cây cuốc ở trong đó. Nó lấy cuốc xuống đập vào đầu, chẳng bao lâu thì chết. Nghe xong, người tôi nổi đầy gai ốc, tôi hỏi, vậy cái cuốc đó hiện giờ để ở đâu? Người nhà bảo, vẫn để ở trong nhà chứa củi. Tôi vội chạy đến nhà chứa củi. Trời ơi, tôi không nằm mơ đó chứ, không sai vào đâu được. Cây cuốc đó chính là hung khí mà anh em tôi đã dùng để đập chết con chó vàng. Viện cớ là vì vấn đề làm ăn, chôn cất em xong, nửa đêm hôm đó tôi cấp tốc quay trở lại Cao Hùng ngay.
Suốt dọc đường thật là thần hồn nát thần tính. Chỉ cần tiếng gió thôi, tiếng lá cây thôi cũng làm tôi toát mồ hôi hột, nổi gai ốc, tâm trí lúc nào cũng hỗn loạn, phập phồng lo sợ. Cảm giác này nói ra mọi người chắc không hiểu nổi đâu. Với lại tôi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả cho rõ ràng cảm giác này được. Lúc này tôi thấy con chó vàng đang thè lưỡi, nhè răng phóng tới. Tôi sợ quá hét lên rồi bắt đầu chạy, nhưng càng chạy càng thấy chậm. Suốt đêm đó tôi phải đối diện với tòa án lương tâm của mình. Cuối cùng hồn ma của con chó vàng lại tìm đến thật rồi. Nửa đêm nó xuất hiện trước giường của tôi đang nằm, giống như hung thần ác quỷ, nó nhè nanh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Trong răng của nó phóng ra hai tia sáng lạnh như muốn xuyên qua phòng tôi. Sợ quá, tôi quỳ xuống van xin nó khoan dung, tha lỗi. Vừa mới thấy nó nơi đó, vậy mà nó phóng lên cắn vào cổ của tôi lúc nào không hay. Càng cắn, răng nó càng cắm sâu vào trong cổ của tôi. Cứu tôi với, hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Tôi hét to và múa máy lung tung. Những người bạn cùng phòng nghe tiếng la của tôi nên đánh thức tôi dậy. Thì ra là tôi gặp ác mộng. Bạn bè cứ luôn chế giễu cho tôi làm nhiều tội ác quá nên mới thường gặp ác mộng. Tôi thấy mình đâu có nằm mộng đâu, vì lúc đó tôi chưa ngủ, mắt vẫn mở. Tôi sợ quá không dám ngủ. Nằm mà tôi cứ luôn nghĩ không hiểu tại sao, dù tôi đã cầu xin như thế nào đi nữa thì con chó vàng cũng không tha thứ. Tôi chợt nhớ lại lúc chúng tôi chuẩn bị giết nó, không phải nó cũng đã từng cầu khẩn xin tha mạng đó hay sao? Bây giờ chỉ còn có cách lại bỏ đi nơi khác. Tôi đến Đài Bắc, tuy thay đổi 2-3 công ty, nhưng con chó vàng vẫn bám lấy tôi như bóng với hình. Khi tôi đi làm, nó cũng theo. Bao giờ tôi vào trong công xưởng rồi, nó mới đi mất. Do đó tôi xin ông chủ cho tôi ở lại luôn trong công xưởng. Tốt quá, tôi ở luôn trong công xưởng được 2 năm. Nhưng 2 năm đó không lúc nào tôi quên nó. Khi làm việc thì thôi, hãy nghĩ tay là lại nhớ đến nó. Cho nên buổi tối tôi không dám bước ra khỏi cửa nửa bước. Bây giờ ai cho tôi thêm tiền, bảo tôi ăn thịt, tôi cũng không dám ăn. Ám ảnh tội lỗi đã chiếm toàn bộ tâm trí của tôi rồi. Chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Dù trốn chạy đi đâu thì nó cũng đến. Lúc này tôi thật thấm thía câu nói mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú mà người bạn đã cho tôi mượn xem hồi mấy tháng trước. Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn sâu xuống đáy biển. Dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Tối hôm kia, con chó vàng nó dẫn thêm 7-8 con chó khác. Con nào cũng rất hung hăng, hung dữ, vây quanh lấy tôi. Bất thình lình, cả bọn nhảy lên người tôi, khiến tôi không thể nào cử động được. Chúng giữ tôi lại để cho con cá vàng cắn vào cổ tôi. Trong nhóm của chúng, có con cắn vào đầu, còn cắn vào chân, vào tay. Chúng cắn cho đến khi trên người tôi không còn chỗ thịt nào lành lặn. Toàn thân tôi chảy máu đầm đìa, đau đớn không thể nào tả xiết. Văn Tử nói đến đây, thấy bộ dạng của anh ta hình như là rất đau đớn, kinh sợ. Anh ta im lặng một lúc, rồi nói với giọng rất hối hận. Chó vàng là con chó có tánh linh rất cao. Trước kia nó có cảm tình đặc biệt với chúng tôi. Nhưng chỉ vì một tâm niệm tham lam muốn ăn thịt, chúng tôi đã nhẫn tâm xuống tay tàn bạo với nó. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng khác nào một con mãnh thú đội lớp người, có khi còn thua cả loài cầm thú. Sau cái chết bi thảm của em trai, trong thâm tâm tôi hiểu rất rõ cảnh của thế giới vô hình mà trước kia khi nghe ai nói đến, tôi đều biểu môi chê cười, chê họ là mê tín dị đoan. Tôi rất sợ đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị chết thảm như em tôi vậy, nên không dám làm quen với bất kỳ cô gái nào, sợ mình sẽ gây đau khổ cho người ta. Sau khi em tôi chết được một tuần, suốt ngày tôi không được an ổn, nên tôi mới đi đầu thú. Tôi nghĩ nhờ hình phạt của pháp luật giúp tôi đỡ thấy ăn năn về lỗi lầm của mình hơn. Nhưng không ai chịu xử cái chuyện cỏn con ăn trộm chó, họ cho rằng tôi bị bệnh thần kinh. Reng reng, tiếng đồng hồ báo hiệu giao ban, mọi người như bừng tỉnh lại. Đứng dậy, đi ra một cách lặng lẽ. Người bạn làm chung với anh cũng đi làm việc của anh ta. Mỗi người mỗi việc, chỉ còn lại một mình Vu Tử. Anh ta cây người nhìn mọi người đi ra. Khi mọi người quay trở về chỗ nghỉ thì đã 12 giờ trưa. Lúc ăn trưa, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Vu Tử đã xin thôi việc và đi rồi. Tôi vừa ăn cơm vừa nghĩ, lần này thì anh ta sẽ đi về đâu? Đi về phía đông hay phía nam?
Rồi đây cánh lục bình kia sẽ trôi dạt về nơi nào? Có vật cản nào giúp nó dừng lại không? Một thời gian sau, cái tên Vu Tử bị cỗ máy thời gian nghiền nát. Do quá bận bịu lo toan cho cuộc sống nên không còn ai nhắc đến tên anh. Nhưng câu chuyện về cuộc đời anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người, cảnh tỉnh mọi người mỗi khi định xuống tay giết hại một sinh mệnh, vì nhân quả báo ứng tư hào, không sai chạy, không lọt một bụi trần, một bụi trần, một bụi ấn lạnh tiếng gọi lúc đêm khuya. Năm nay tôi 28 tuổi, sau mấy năm yêu đương nồng thắm, ngày 28 tháng 5 năm 2011, tôi cùng người bạn trai dắt tay nhau bước vào lễ đường xây dựng hôn nhân. Thời gian này phải nói là tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn. Một ngày cuối tháng 8, tôi về thăm mẹ. Tình cờ tôi nghe mẹ kể, không biết là người nào, hàng đêm cứ độ 22 giờ 0 phút là ở dưới lầu lại réo gọi tên tôi. Tôi nghe xong đâm ra sợ vì thấy chuyện này quá kỳ lạ, nên cứ vặn hỏi mẹ. Có phải là mẹ nghe nhầm hay là bị ảo thính hay ảo giác gì chăng? Mẹ tôi khẳng định. Tuyệt đối mẹ không có nghe lầm. Hồi đầu quá mới nghe thì mẹ cho rằng dùng này có nhiều người tên oanh và nghĩ chắc là người ta kêu trùng hợp nên mẹ không để tâm. Nhưng lâu dần á thì mẹ phải để ý vì thấy cái chuyện này cứ tái diễn, tính ra là đã 3 tháng nay rồi con ơi. Bây giờ tôi mới nhớ lại, thầm phục tính gan dạ của mẹ, vì trong suốt thời gian đó, tối nào trước 22 giờ đêm, bà cũng lên sân thượng đứng nhìn xuống, quan sát khắp chung quanh, mong phát hiện ra ai là kẻ dở trò chơi ác này. Bà đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy gì, nhưng khi bà vừa vào nhà thì âm thanh nữ nhân kia cứ đúng 22 giờ 0 phút là vang lên, réo gọi tên tôi. Bất đắc dĩ, mẹ phải đem câu chuyện này để kể lại với tôi. Lúc đó tôi vừa sợ vừa lo, cũng cho rằng có thể là do bọn trộm cướp gian manh nào đó. Chứ dưới bầu trời này, sao lại có chuyện kỳ quái như thế này được? Lúc này, lòng đầy thắc mắc lo âu, e là sẽ có chuyện không hay xảy ra đến với mẹ. Tôi cũng muốn xác minh cho rõ thực hư, nên quyết định tối đó ngủ lại nhà mẹ. Tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo trên tường, âm thanh tích tắc, đều đều vang lên. Trong lòng tôi thấp thỏm không yên và bị kích động tột cùng. Để giảm bớt lo âu, tôi và mẹ vừa chờ đợi vừa trò chuyện. Đúng 22 giờ 0 phút thì tai tôi nghe rõ âm thanh ôn nhu của một nữ nhân đang réo gọi tên tôi. Toàn thân tôi bỗng nổi hết gai ốc, mồ hôi tuôn đầm đìa. Lúc này không hẹn mà tôi và mẹ đồng buộc miệng nói một câu. Nghe không hả? Đúng vậy, rốt cuộc tôi phải tin điều kỳ quái kia là có thật. Té ra trên thế gian này còn có cái gọi là quỷ kêu cửa. Tôi vô cùng thắc mắc và cảm thấy khó hiểu, tâm tư sợ hãi, kinh hoảng cực kỳ. Nhưng cái giọng réo gọi kia tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, thân thiết. Đêm đó tôi hoàn toàn mất ngủ, nói đúng hơn là không dám ngủ vì quá sợ. Suốt đêm tôi cứ ngồi trên giường không dám chợp mắt, sợ đến cực điểm. Quá tình việc xảy ra này tôi chưa từng nghe ai kể qua. Tôi bị cơn hoảng loạn, vây khốn khiến tâm tư mệt nhừ. Quá nửa đêm tôi có thiếp đi một chút và mơ thấy một nữ nhân gầy ốm, tóc ngắn, ôm một đống tiền to trước ngực. Tôi định tiến lại gần thì cô ta ném cho tôi một tia nhìn đầy hận thù. Cứ thế tôi chịu đựng đến trời sáng, tôi thực sự rất sợ, chẳng hiểu đây rốt cuộc là việc gì. Trời sáng tôi đi tìm thầy nhờ xem thử. Họ không nhìn ra nguyên nhân, chỉ nói là dường như kẻ này đến đòi mạng và dặn dò tôi buổi tối không nên để mẹ đi ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm, chẳng đảm bảo an toàn. Ngoài ra, thầy bảo tôi về nhà dùng 5 loại ngũ cốc để ngăn nữ quỷ này. Tôi làm y như lời thầy bày, nhưng không thấy công hiệu chi, vẫn còn nghe tiếng gọi đó. Lúc này đã gần Tết Trung Thu, thầy nói đến Trung Thu, nếu như không nghe kêu tên nữa, thì sau này sẽ không bị gọi nữa đâu. Nhưng âm thanh lạ đó vẫn kêu réo tên tôi, mỗi đêm không ngừng, chẳng hiểu là chuyện gì. Chớp mắt đã mùng 9 tháng 8 âm lịch, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu, ruột gan tôi nóng như lửa đốt, cứ sợ mẹ sẽ ra chuyện không hay.
Cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con, thủ thỉ, nương nhau mà sống. Tôi xem mẫu thân như sinh mệnh của mình. Không có bà, tôi làm sao mà đối mặt với tháng ngày còn lại. Sau đó tôi liên tục gọi điện hỏi thăm xem có thầy nào đoán chuyện giỏi chăng. Tôi rất muốn nữ quỷ này bỏ đi, nhưng hình như cô ta với tôi có một mối hận vô cùng. Được bạn bè nhiệt tình mách bảo, cho địa chỉ nhà các thầy chuyên gỡ rối. Lúc này tôi rất hoang mang, thường tự vấn. Không hiểu mình đã làm điều gì có lỗi. Nếu quả có thì tôi chẳng biết phải làm sao đây. Trong lúc rối ren, tôi bỗng sực nhớ mấy năm trước đây mình từng ghé nhà của một nữ sĩ có tài giải đoán rất hay. Thế là tôi quyết định đến nhà của cô này. Vì ghé cách đây đã lâu nên tôi không nhớ rõ về cô ta lắm. Sau khi liên lạc qua điện thoại, cô hẹn tôi sau 11 giờ trưa hãy đi. Thế là qua 11 giờ, tôi đúng hẹn tìm đến. Đến nơi tôi mới rõ cô này theo đạo Phật. Trong nhà thông thoáng, sạch sẽ, có thờ một tôn tượng nhìn rất quen. Nhưng tôi không nhận ra là vị nào. Sau khi tôi trình bày chuyện của mình, vị nữ sĩ kia, xin tạm gọi là cô Lan, đã kể ra một giai thoại thề nguyện ngàn năm giải mối nghi này cho tôi. Khi đó, câu đầu tiên tôi hỏi là, mẹ tôi có bị nguy hiểm gì không? Bởi tôi lo cho mẹ tôi nhất, cô Lan đáp, không hề gì. Lúc này tôi mới yên lòng, thở vào nhẹ nhõm. Sau đó cô Lan định tâm một lúc, rồi kể ra câu chuyện tiền kiếp của tôi. Xin tóm tắt sơ lược như sau. Đời thứ nhất thuộc Triều Chu. Chúng tôi vốn là vợ chồng, người gọi tên tôi hằng đêm hiện thời, lúc đó mang thân nam làm tể tướng. Tôi mang thân nữ là thê thiếp, nhưng tôi lại giết phu quân, tạo thành nghiệp duyên oan trái đời thứ nhất. Đời thứ hai thuộc Triều Đường. Người kia là chủ, tôi là tớ. Tôi lại nghe lời kẻ gian xúi dục, giết chết ông chủ. Cho tới đời hiện tại này, thì y là quỷ tìm đến đòi mạng tôi. Cô Lan còn ghi cho tôi bài thơ, hai câu thơ cuối cùng có ý ngẫm như: lại gặp bồ đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cừu này. Cô Lan hỏi tôi, có muốn hóa giải không? Tôi vội gật đầu, vâng lời tôi, trong tâm tôi không khởi tạp niệm. Chỉ nghĩ một điều, nhất định sẽ thực hiện, làm tốt mọi việc yêu cầu. Lúc đó cô kêu tôi quỳ trước tượng Bồ Tát. Tôi không ngăn được rơi nước mắt. Chẳng biết vì sao mình cứ muốn khóc. Cô ra hạn cho tôi 3 ngày, bắt tôi mỗi ngày phải niệm 3.000 lần câu A-di-đà Phật và tụng 2 bộ kinh sám hối. Còn đưa cho tôi một quyển kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và kinh Kim Cang. Hơn nữa, còn vì tôi tụng chú, mặc dù tôi nghe không hiểu, nhưng lúc niệm danh A-di-đà Phật thì lệ tôi rơi đầm đìa khóc nghẹn ngào. Sau đó cô Lan bảo, yên tâm đi, tối nay hắn sẽ không đến nữa đâu. Tôi lúc đó trong lòng bán tính bán nghi, tuy có thành tâm, nhưng lần đầu gặp việc như thế, lòng đầy thắc mắc hoài nghi. Tôi rời nhà cô Lan quay về thì đã xế chiều. Tôi và các bạn bè thân thuộc vừa ăn cơm vừa bàn về việc này. Cô bạn đi cùng phát biểu. Chẳng biết có hiệu quả gì chăng, nhưng dù sao tao cũng không có tin. Ngay lúc cô bạn nói như vậy, trong lòng tôi bỗng xuất hiện hai câu thơ. Lại gặp bồ đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cừu này. Tôi giải thích cho cô bạn nghe, nhưng mặt cô ta vẫn đầy nghi ngờ. Bất kể bạn tôi phê bình, ngăn chê thế nào, tôi vẫn giữ vững lập trường, đã hứa thì phải làm. Ăn cơm chiều xong tôi đến chỗ mẹ, kể hết mọi chuyện vừa rồi. Mẹ tôi cũng nghi ngờ đầy thắc mắc, cho rằng việc này ngoài sức tưởng tượng. Bà nói mình sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên gặp việc lạ như thế này. Ai cũng không tin, ngay cả bản thân tôi cũng còn hoài nghi, nhưng tôi vẫn phải làm, vì mẹ tôi buộc phải làm. Từ giả mẹ, tôi trở về với mái ấm của mình. Ông xã rất lo cho tôi, nhưng hoàn toàn chẳng tin được những việc kỳ cục như thế này. Vì vậy anh không bàn nhiều về chuyện này. Tối đó, một mình tôi ở nhà, nhẩm đọc lại bài thơ cô Lan đã ghi. Rồi nhớ đến câu chuyện tiền kiếp xa xưa ghi trong đó, không kìm được lệ rơi càn mặt. Tôi buồn bã vạn phần và thầm nghĩ rằng, sao mình có thể tạo tội lớn như thế chứ? Được mang thân người đã là rất khó, rất quý. Vậy mà tôi lại nhẫn tâm giết họ tới 2 lần, ra tay sâu ác quá vậy.
Thế là tôi lại khóc, thầm tự hỏi vì sao y không đến sớm, điểm hóa cảnh tỉnh tôi. Thế là tôi lại khóc, thầm hỏi vì sao y không sớm điểm hóa cảnh tỉnh cho tôi. Tôi cảm thấy hết sức thống khổ, bèn mở cuốn kinh sám hối ra tụng mà lệ rơi đầm đìa. Sau đó tôi đến ở nhà mẹ 3 ngày. Trên đường đi, miệng tôi không ngừng niệm Phật. Ở chỗ mẹ tôi là tụng kinh sám hối, dù tâm tư căng thẳng cao độ, nhưng lúc ngồi trên giường, tôi liên tục niệm Phật. Chẳng biết vì sao trong lòng cứ muốn khóc, ngó lên nhìn đồng hồ, đã thấy hơn 22 giờ 30 phút. Hôm nay đúng là không còn nghe tiếng réo gọi tên tôi nữa. Quá nửa khuya tôi ngủ thiếp đi, trong mộng thấy cô gái kia đến nắm tay tôi, tỏ vẻ vui mừng hớn hở, ánh mắt nhìn như muốn nói, làm rất tốt. Tôi trải qua một đêm bình an. Buổi sáng thức dậy, tâm tư tạm ổn, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Đến tối thấy mẹ lăng xăng làm việc, lòng tôi cảm thấy hoảng loạn và buồn. Tôi chỉ muốn yên tĩnh, nên bảo mẹ hãy ngừng tay làm việc để cùng niệm Phật với tôi. Lúc này tôi phát hiện gió thổi từng cơn rất lạnh, lạnh đến nỗi tôi nổi cả gai ốc, đổ mồ hôi khắp người. Tôi hỏi, mẹ có mở cửa sổ ra không vậy? Bà đáp, không có. Tai tôi lạnh cống, tôi cảm giác như khí âm đang lùa tới, phủ khắp nơi, y đã đến bên cạnh tôi. Hình như y không tín nhiệm tôi. Tôi bảo y hãy yên tâm và trân trọng hứa, nhất định mình sẽ niệm Phật tốt để cầu cho y được thoát ly biển khổ. Tôi xin y hãy tin tôi. Tôi vừa niệm Phật vừa khóc, niệm mãi cho đến khi tâm trở nên bình an vui vẻ, có thể mỉm cười. Lúc này tai tôi dần dần ấm áp trở lại. Buổi sáng thứ 3, đây là ngày cuối cùng, tôi quyết định phải ráng niệm Phật và sám hối thật nhiều. Buổi sáng tôi tụng 10 biến, chiều 2 biến, tối 2 biến. Suốt 3 ngày này, tôi luôn giữ liên lạc cùng cô Lan. Khi tôi đến gặp cô Lan, cô tặng tôi cuốn sách Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh. Cô tặng tôi cuốn sách Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh. Tôi đọc thấy trong đây có rất nhiều chuyện nhân quả tuyệt hay. Tôi nghĩ mình nên tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho những người đã từng bị mình sát hại, gây tổn thương. Thế rồi tối hôm đó, tôi tụng 5 biến kinh. Đêm đó tôi ngủ rất an. Có một việc tôi quên kể là vào buổi chiều ngày thứ 2 đã phát sinh một việc lạ lùng. Khi đó tôi nảy ý, rất thèm nghe nhạc niệm A-di-đà Phật, liền lên mạng tìm. Tôi ngồi trước máy tính, yên lặng lắng nghe mà lệ rơi đầy mặt, vì cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi. Thế là tôi liền quỳ xuống, thể hiện lòng ăn năn sám hối. Lúc này tôi mới chú ý và phát hiện ra, trên màn hình máy vi tính đang rung động dữ, còn tôi thì rơi lệ đầm đìa. Ngay lúc này, trong máy bỗng hiện ra một cảnh tượng. Tôi đang cầm 2 loại trái cây, gồm chuối và nho, đi đến nhà cô Lan. Tôi không hiểu điều này là sao, nên không để ý lắm. Sự việc cuối cùng cũng được giải quyết xong. Ngày thứ 3, quả nhiên hết còn nghe tiếng nữ quỷ kêu réo, lòng đầy tri ân, nên ngày 14 âm lịch, tôi bèn đi mua nho, chuối đem đến cảm tạ cho cô Lan, giống y như cái cảnh mà tôi thấy trên vi tính ngày hôm qua. Cô Lan bảo tôi hãy đảnh lễ tượng Phật, lúc lễ ngài lòng tôi cực kỳ xúc động muốn khóc, có cảm giác rất lạ. Chiều 14 âm lịch, tôi và ông xã đi thăm mẹ, chồng tôi mua thịt, bình thường tôi rất thích, có thể ăn 7-8 miếng, nhưng hôm đó mới ăn được tới miếng thứ 4 thì tôi không còn ăn nổi nữa. Sau đó thì dạ dày bỗng phát đau, khiến tôi nôn mửa dữ dội. Khi ấy tôi nghĩ, chết rồi, chẳng lẽ mình đã phạm lỗi gì nữa chăng? Hôm sau là Tết Trung Thu, rằm tháng 8, tôi lại mơ thấy một ác mộng kinh khủng. Trong mộng là một vực thẳm to rộng, sâu hun hút, nhìn không thấy đáy. Trong đó vang lên tiếng nữ quỷ trách mắng. Người cứ sống như thế này thì bao giờ ta mới thoát khỏi khổ đây? Người hãy chuẩn bị cho cái chết của mình đi. Tôi kinh hãi ngồi bật dậy, trời chưa sáng hẳn, liếc nhìn ông xã đang ngủ say bên cạnh, tôi nhẹ nhàng chỉnh thân niệm thầm. A Di Đà Phật, con cầu xin ngài ban cho con đáp án, giấc mộng vừa rồi đáng sợ làm sao, con đã làm gì không tốt ư? Niệm Phật được một hồi thì tôi thiếp đi. Trong mộng thấy hiện ra một câu thơ, ngay khi thức dậy tôi đã vội vàng ghi lại, nhưng không sao nhớ hết, chỉ nhớ rõ 4 từ, ăn chay, niệm Phật. Sáng ra đúng rằm Trung Thu, tôi kể cho mẹ nghe mọi việc,
và tuyên bố kể từ đây mình sẽ ăn chay. Cả nhà đều thắc mắc, không hiểu vì sao tôi chẳng chịu ăn thịt. Mẹ vốn rất thương và ưa chăm sóc tôi, đoán rằng chắc tôi muốn giảm cân. Nhìn cảnh mọi người ăn thịt uống rượu, tôi không thèm chút nào, cứ thế tôi ăn chay luôn đến bây giờ mà không hề thèm ăn mặn. Gia đình dần bình an, tâm tư của mẹ tôi cũng tốt lên. Trước đây mẹ tôi rất gan dạ, nhưng bây giờ mỗi khi lên sân thượng, lòng đã có chút sợ. Khi bà ở cơ quan, lúc rảnh cũng tranh thủ niệm Phật. Bà nói bây giờ tâm tư của bà đã tốt hơn nhiều. Chồng tôi dù không tin, nhưng với việc ăn chay niệm Phật của tôi, cũng không phản đối, anh chỉ cần tôi bình an, không sao là được rồi. Từ khi tiếp xúc với Phật Pháp đến nay, thời gian đã hơn một tháng. Trước đây, nhân vì tôi bị oan gia đòi nợ mà tinh tấn tu hành. Gần đây nhờ nghe giảng Phật Pháp thường, lòng tôi xúc động, lệ luôn không kìm được. Tôi là một người trẻ tuổi sớm thành đạt, nắm đủ danh vọng, tiền của trong tay. Sau khi trải qua việc này rồi, tôi hiểu được những gì liên quan giữa con người với nhau, cũng thấy mạng sống thâm tình là rất quý. Quan trọng nhất là tôi đã thực sự ngộ ra và cảm nhận được Phật Pháp có quy lực rất lớn, không thể nghĩ lường. Việc này khiến tôi xúc động thấm thía. Tôi tin sâu vào nhân quả báo ứng, sự tình xảy ra đã giáo dục cho tôi và giúp tôi hiểu được ý nghĩa của đời sống, cũng như đã biết khoan dung với lỗi người, nghiêm khắc với mình, sống phải hiếu kính với cha mẹ, phàm làm gì cũng phải có ích cho mình và cho người. Đối với việc học Phật, tôi luôn để tâm khắc phục, điều chỉnh từng tật nhỏ của bản thân. Tất nhiên, quá trình tu sửa này đòi hỏi sự thực hành liên tục bền chí suốt thời gian dài. Bất kể bạn làm việc gì, trong tâm phải luôn có Phật. Thu Anh, lời người dịch, trong Kinh Địa Tạng Phẩm 6 có ghi: Phật dạy, này Phổ Quang, nếu đời vị lai, nếu có những chúng sanh hay nằm mộng, thấy các quỷ thần cùng những hiện tượng hải hùng hoặc hình bóng khác, họ buồn bã, khóc lóc, rầu rĩ, than thở, vân vân. Đó đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ, hiện đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt. Nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục hoặc người liên quan đến họ trong đời trước, mong tạo cách cứu họ thoát khỏi ác đạo. Vì vậy, ông nên dùng thần lực khiến các người gặp quái cảnh kia đối trước tượng của chư Phật, Bồ Tát, chí tâm tụng kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc 7 biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc của họ, dù đang bị ở trong ác đạo, khi nghe tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát, không còn hiện về trong mộng nữa. Mới đầu tôi có hoài nghi về hiện tượng gọi ban đêm này, vì mãi băn khoăn nên tôi chưa thể dịch xong chuyện. Thì chợt nghe tin một người thân của bạn tôi bị tai nạn đột tử, chị lìa đời khi tuổi còn rất trẻ và bỏ lại đứa con thơ còn bé. Sau khi an táng chị xong, đêm nào cả nhà cũng nghe tiếng chị gọi tên con thảm thiết. Bạn tôi là tu sĩ, tất nhiên khi tường thuật không hề nói dối. Vì vậy mà tôi đã tự tin và an lòng ráng dịch cho xong câu chuyện này để chia sẻ cùng bạn đọc. Còn dưới đây là một câu chuyện tự thuật của một nhà thông linh. Ngài Tuyên Hóa thường nói, một thông tức cả thông, đạt đạo tức thông linh. Từ thông linh trong đây không hề đề cập đến những người thần kinh yếu, bị phần âm theo gá, dựa, hoặc kẻ có sức tự chủ yếu. Thường xuyên thấy ma quỷ mà người bình thường dương khí mạnh không hề thấy. Người thông linh trong đây muốn nói là vị có công phu đặc biệt, luôn dùng khả năng mình giúp thế nhân hướng về con đường tu sửa bản thân hoàn mỹ chân chính. Vài nét giới thiệu về vua tiên tri họ Liên. Ông là người Đài Loan, nổi danh là nhà xem số mệnh đại tài, có thể tiếp xúc với cảnh giới vô hình mà chúng ta không nhìn thấu đến. Vị mà Liên sinh giao tiếp có tên là Thần Phúc Lộc. Trong quá trình làm việc, càng hiểu nhân quả, ông càng kính ngưỡng Phật giáo và phát tâm quy y, thể nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, nguyện đem khả năng đặc biệt của mình để giúp thế nhân hồi đầu hướng thiện, hồi đầu hướng thiện, hồi đầu hướng thiện. Vì sao hiện tại sống tốt thiện lương nhưng vẫn bị đày đọa khổ đau?
Tôi sinh ra đã là một đứa trẻ lắm bệnh tật. Mới chào đời được vài ngày thì bị tiêu chảy, bị sốt xuất huyết, mắt trợn tròn trắng. Vào bệnh viện, bác sĩ rút tủy xương để làm xét nghiệm, chữa mãi mới khỏi. Suốt thời thơ ấu, hễ trong vùng có dịch bệnh gì thì y rằng tôi là một trong những người đầu tiên bị bệnh. Đến lớn cũng không khỏe mạnh hơn chút nào, hay bị mệt tim và khó thở. Khám thì không ra bệnh, dù uống thuốc cũng vài hôm là lại tái bệnh như cũ. Cách đây hơn chục năm, khoảng trước năm 2009, khi ấy tôi mới biết đến Phật Pháp, biết đến luật nhân quả và quy y ở chùa Bào Sen, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, pháp danh Diệu Thanh Ngọc. Tôi được nghe nhiều chuyện linh ứng của chú Đại Bi, biết đến nhiều trường hợp nhờ thực hành theo Phật Pháp mà được khỏi bệnh. Thế nên tôi cũng phát tâm trì tụng chú Đại Bi ngày 7 biến, rồi dần dần tăng lên 21 biến. Tụng kinh cứu khổ ngày hơn chục biến, liền mấy tháng trời như thế. Một lần sau khi tụng kinh xong, thì lòng tôi khởi lên thắc mắc. Tôi biết tôi bị bệnh là do nghiệp, nhưng nghiệp gì, vì sao tôi cũng từng sám hối, từng tu tập, tụng kinh, trì chú nhiều rồi, làm phước nhiều rồi, mà không khá hơn được chút nào. Tôi đã làm sai điều gì mà bệnh tật cứ đeo bám từ lúc mới sinh đến tận bây giờ? Bệnh này chưa chữa xong, thì bệnh khác lại đến. Cha mẹ chưa báo hiếu được, chỉ toàn báo bệnh mà thôi. Tôi thầm mong có một lời giải đáp cho chính mình. Không ngờ, ngay đêm hôm đó, tôi được toại nguyện ngay. Có lẽ là nhờ công đức của chú Đại Bi và kinh cứu khổ, cùng với sự gia hộ của chư Phật. Tôi chìm vào giấc ngủ và mơ một giấc mơ sống động như thật. Sau này tìm hiểu, tôi được biết đó là loại giấc mơ thấy tiền kiếp. Loại giấc mơ này cực kỳ rõ nét. Mọi cảm giác đều y như thật, chứ không có kiểu mờ ảo mông lung, vô trật tự như giấc mộng thường. Khi tỉnh dậy, ta có thể nhớ rõ chi tiết, thậm chí nhiều năm sau cũng không bị quên. Điều đặc biệt nhất là nó luôn ăn khớp với luật nhân quả nghiệp báo và cho ta những câu trả lời thỏa đáng về cuộc sống hiện tại. Trong mơ, tôi thấy tôi là đàn ông, là tướng quân trấn giữ một tòa thành thời phong kiến, mặc đồ cổ trang như trong phim Trung Quốc, như ngôn ngữ kiểu bây giờ có thể nói là rất soái ca. Khi ấy, tòa thành bị giặc ngoại bang xâm lăng, điên cuồng tấn công. Tôi đang chỉ huy quân đội, điều binh khiển tướng, gắng sức giết giặc. Tôi ra lệnh bắn pháo đại bác, điều binh tấn công bên này, chấn thủ bên kia. Sau mỗi mệnh lệnh như thế, là xác người chồng chất lên xác người, địch ta thịt xương lẫn lộn. Vì rất nhiều nước lân bang muốn chiếm thành, nên không chỉ đánh có một trận, mà là rất nhiều trận. Tôi kiên cường cùng binh sĩ ra trận, chống trả quyết liệt suốt mấy tháng trời. Sau mỗi trận đều thương vong vô kể, xác người la liệt, máu thịt chất cao như núi. Ác liệt là vậy, nhưng mãi vẫn chưa phân thắng bại. Cuộc chiến dai dẳng kéo dài không rõ vài tháng hay vài năm. Cuối cùng, thành quách bên quân tôi bị địch bao vây kín, không còn đường nào thoát. Tôi thấy vô số, tôi thấy người chết vô số, cảm giác bị thương, tàn tóc vô cùng thống khổ. Tôi không ngăn được dòng nước mắt, đưa ra quyết định quy hàng, đem thân này nộp cho giặc, xin giặc tha cho các tướng sĩ của tôi. Không kịp biết là tướng sĩ của tôi có được tha hay không, thì tôi tỉnh giấc. Hồi tưởng lại, tôi mới nhận ra hòa bình là một thứ hết sức đáng trân trọng. Sinh ra vào thời chiến rồi, ta mới hiểu ra rằng cuộc sống khốn khổ không sao kể xiết. Chẳng biết đến bao giờ nhân loại dừng tay tạo sát nghiệp, chấm dứt mọi cuộc chiến tranh trên thế gian này. Vào một đêm khác, tôi lại có giấc mơ tiền kiếp, thấy mình ở vào một thời đại khác, có vẻ giống như thời Pháp thuộc, song không chắc lắm. Tôi đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, phía trước có một người điều khiển ngựa, còn đằng sau quân địch đuổi theo rất đông. Tay tôi lăm lăm khẩu súng lục, bên cạnh còn có một cây súng trường và đang điên cuồng nã đạn, bắn chết rất nhiều người. Người đánh xe ngựa điều khiển xe chạy quá chậm, khiến tôi điên tiết. Tôi vơ lấy cái cây nện vào đầu anh ta, rồi quay lại tiếp tục bắn giết. Chà, quả là một người hung dữ. Và thú thật, cái tính hung dữ ấy vẫn còn được bảo tồn đến tận kiếp này. Một đêm khác nữa, tôi trở lại tiền kiếp qua giấc mơ. Tôi thấy mình là một cô gái xinh đẹp. Tôi gặp gỡ một tình báo viên. Không lâu sau đó tôi đã yêu anh ta. Dần dần, anh ấy dẫn dắt tôi gia nhập tổ chức, được đào tạo trở thành một nữ tình báo. Tôi được cấp trên sắp xếp, cài vào làm việc trong văn phòng của phe đối lập bên nước láng giềng.
Nhiệm vụ của tôi là dùng mỹ nhân kế cùng những kỹ năng khác đã được đào tạo để thu thập tin tức, giấy tờ tối mật của đối phương, rồi lén báo về cho tổ chức. Tôi khi ấy rất thông minh, sắc sảo, phà thêm một chút đanh đá và khéo léo diễn kịch, đến nỗi nhiều năm sau không bị ai phát hiện. Những thông tin mật báo của tôi đã gây ra những tổn thất nặng nề về tài sản và tính mạng cho đối phương, lại thêm rất nhiều người vì tôi mà chết. Nghiệp chướng như thế nên thảo nào cả đời tôi thất bại, gieo rắc sự phá hoại, cái mình nhận lại sẽ là một cuộc đời tàn tạ, âu cũng là nhân quả mà. Tôi nằm vùng rất lâu nhưng mãi không thấy người yêu tôi liên lạc, anh ta biến mất dạng hoặc cũng có thể đã chết. Dù cố thử nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy anh ta. Sau này, trong những buổi tiệc tùng, tôi quen biết một trưởng làng đã già nhưng giàu có chức có quyền ở trong vùng nhưng không có con. Ông ta ngỏ ý muốn cưới tôi, tất nhiên tôi không có tình ý gì với ông ấy. Xong vì ham gia tài kết xù nên sau đó tôi vẫn đồng ý làm vợ lẽ của ông ta. Điều này khiến cho bà vợ cả vô cùng đau khổ. Bà ấy đã già lại không sinh được con. Từ khi cưới tôi, ông chồng không còn ngó ngàng gì đến bà nữa. Tôi đã cướp ông ấy từ tay bà. Đó là một người đàn bà điển hình với lối sống cam chịu. Dù trong lòng rất buồn tủi, nhưng bà ấy không có phản kháng gì, chỉ lặng lẽ thu mình lại, chịu đựng, để mặc cho tôi hãnh diện cùng chồng, tung tăng từ yến tiệc này đến dạ hội khác, vui thú say sưa, chẳng cần biết đến ai đang buồn hay ai đang thầm khóc. Cả ba kiếp sống mà tôi thấy lại trong giấc mơ đó, tôi gây ra biết bao nhiêu sát nghiệp, khẩu nghiệp, gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho người khác. Thật tội lỗi làm sao? Hèn gì tôi bệnh tật đầy mình, làm gì cũng thất bại, cả đời đều gặp chuyện trái ý, luôn không được toại lòng. 12 năm nay tôi lại bị bệnh xoan, hành cho nhức đầu, hay cái buồn ngủ, thường muốn ói và mệt lả. Thỉnh thoảng tôi đi coi thầy bói, thầy bảo tôi rất có nhiều vong theo, kêu tôi phải cúng cho họ ăn và sám hối nghiệp chướng với họ. Thầy bói còn nói tôi sẽ bị chồng phản bội. Chà, thật ăn khớp với những gì mà tôi đã biết qua ba giấc mơ kia. Chà, thật ăn khớp với những gì mà tôi đã biết qua ba giấc mơ kia. Tôi từng giết rất nhiều người, giờ vong hồn của họ đeo theo tôi và đến tận kiếp này để báo thù. Hiểu được vậy rồi, tôi cũng cố gắng sám hối những tội chướng của mình. Niệm Phật và cúng cơm cho các vong linh oan gia mỗi ngày, nhưng vì bận nhiều việc nên việc sám hối cũng không được nhiều lắm. Sám hối một thời gian thì bây giờ cũng đỡ mệt và có thể làm việc nhà, chứ không như ngày xưa là nằm như liệt giường, không đủ sức làm gì cả. Một đêm nọ, tôi lại gặp một giấc mơ tiền kiếp. Kiếp đó tôi thấy mình đã lấy chồng và sinh được một đứa con trai. Phủ phàng thai, đứa bé chưa tròn một tháng. Giữa lúc mẹ con tôi cần tiền và sự chăm sóc nhất, thì chồng tôi đã cặp kè tay trong tay với một ả tình nhân yêu kiều khác, bỏ tôi lại một mình, không thèm đoái hoài. Trái tim tôi tan nát, nỗi uất hận trào dâng tột cùng. Tôi chia tay với anh ta, gạt nước mắt mà ôm con về với mẹ đẻ. Nhà mẹ tôi khi ấy rất nghèo, chúng tôi vất vả làm lụng quanh năm, chật vật lắm mới nuôi con khôn lớn trưởng thành. Kiếp ấy tôi rất hận chồng, thậm chí khi tỉnh dậy, lòng còn đầy căm tức gã chồng phụ bạc, muốn tính sổ với hắn. Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, chẳng phải kiếp trước đó tôi đã đi cướp chồng của người khác sao? Chẳng phải tôi đã nhận lại đúng những gì mà tôi đã gây ra cho bà vợ cả của ông trưởng làng sao? Nhân quả thật là công bằng mà, nào có oan ức gì? Chẳng qua là sự thật bị màn luân hồi chuyển kiếp che lấp đi, ta không hay không biết mà thôi. Giờ đây tôi đã hiểu, tôi biết nghiệp của mình quá nặng. Mấy năm nay thi thoảng tôi có sám hối, xong thế thì đã thấm thía vào đâu. Rồi tôi cũng hay đi chùa, tạo phước này kia, hồi hướng cho các oan gia. Xong điều đó thì cũng đã nhầm nhò gì so với đau khổ mà tôi đã gây ra cho họ. Bao nhiêu con người, chỉ một câu hạ lệnh của tôi là chết không toàn thây, đầu rơi máu chảy. Huống chi là nhiều kiếp, cuộc chiến này nối tiếp cuộc chiến kia. Nghiệp sát chồng chất không biết bao nhiêu mà kể, rồi đến bao nhiêu loại nghiệp khác. Ấy thế mà trước kia mới tụng kinh trì chú được vài tháng mà tôi đã cho là nhiều.
thế nên bây giờ chịu nhiều quả báo bệnh tật, tai ương, tôi không còn oán thán, than trời trách đất mà bình thản lãnh chịu. Dù cho đau khổ có gấp nhiều lần hơn thế nữa, thì cũng là nhân quả công bằng, mình làm, mình chịu, và muốn cho hết bệnh tật, hết khổ đau, đơn giản là tôi cứ tiếp tục nỗ lực, kiên trì sám hối, tạo nhiều công đức lành để bù đắp cho ác nghiệp xưa kia. Đến khi nào nghiệp hết thì bệnh hết, vậy thôi. Tôi biết trên đời có rất nhiều người giống tôi, bị cuộc đời nhấn chìm trong đau khổ, trong đớn đau và nước mắt, rồi chẳng biết nguyên nhân vì đâu mà khổ, lại chỉ trời chỉ đất, lại chỉ trời mà trách, trời bất công, nhìn đời mà hận người bạc bẽo. Giờ thì tôi đã hiểu, cuộc đời này là một vòng tuần hoàn nhân quả, mình sẽ nhận lại những gì mà mình đã cho đi. Cái quy luật này là sự công bằng của vũ trụ, chẳng trách ai được, có trách thì hãy trách chính mình. Khi xưa mình tạo nghiệp thì nay mình ráng mà chịu, vậy thôi. Tôi đã từng nghe đạo Phật nói đến điều này rất nhiều, ấy vậy mà đến giờ tôi mới thực sự thấm thía. Thôi thì cũng là một điều may mắn cho tôi, vì ngoài kia còn có không biết bao nhiêu người sẽ chẳng bao giờ hiểu ra trật tự nhân quả này. Cứ ở đó mà trách trời, trách người, mà có một người đáng cần phải trách nhất, xong họ lại bỏ qua, ấy là tự trách chính mình. Dù cho kiếp này không gây tội lỗi gì, nhưng trùng điệp trăm nghìn kiếp trước, chắc chắn phải từng tạo nghiệp gì đó, nên giờ mới phải chịu khổ. Chung quy vẫn là mình làm, mình chịu thôi. Nhìn lại cuộc đời mình, lại nhìn thêm mấy kiếp trước nữa, khi lên cao, khi lại lao đao xuống thấp, vui thì ít, buồn khổ thì chồng chất. Ngẫm lại những lời dạy này thật thấm thía. Đời là biển khổ, ấy vậy mà con người ta cứ mãi đắm luyến vào nó, bám chấp lấy nó thật chặt mà mong tìm thấy niềm vui, thật buồn cười. Đức Phật ví như người muốn liếm mật trên lưỡi dao, nọ đầu chưa thấy đã đứt lưỡi rồi. Sống trong thế gian này, vui thì cũng có đó, song nó đáng là bao khi so với tổng số đau khổ mà ta phải chịu đựng. Bao nhiêu mệt mỏi lo toan, chật vật để chạy theo cuộc mưu sinh tất bật, từ kiếp này qua kiếp khác. Mệt mệt lắm, bạn mà biết được các kiếp trước như tôi thì lập tức bạn sẽ thấy ngay sự mệt mỏi nó khủng khiếp như thế nào. Và còn rõ rệt hơn đó là đau khổ. Nhiều loại đau khổ khác nhau sẽ luân phiên dày vò mỗi người từ khi mới sinh cho đến tận khi chết. Chết rồi sẽ hết khổ sao? Không, chết lại đầu thai, sinh ra với mọi thứ mới toanh, bắt đầu từ đầu, lại vật vã với các trăm nghìn khổ đau rồi lại chết. Lại đầu thai kiếp khác, sống vài chục năm lại chết, cứ thế vòng lặp bất tận nên gọi là luân hồi. Và cái vòng sinh tử bất tận ấy nó ngập ngụa trong máu và nước mắt, khổ lắm. Nào là bệnh tật dày vò, nào là nghèo đói bế tắc, nào là chiến tranh kinh hoàng, máu chảy thịt rơi, rồi thì bão lụt thiên tai, sinh ly tử biệt, dần dần trăm nghìn loại khổ. Nhưng rốt cuộc ta sẽ được cái gì? Nếu bạn còn nghĩ rằng vất vả lo toan, nỗ lực bươn chải, cuối cùng bạn sẽ được sự nghiệp, được gia đình hạnh phúc, được này được kia, thế thì bạn bị giống như tôi, bị cái cuộc đời ảo mộng này nó lừa rồi. Bạn sẽ chẳng được bất cứ cái gì hết. Mỗi lần cái chết đến, thời gian sẽ cào bằng tất cả. Tiền tài, sự nghiệp lập tức không còn gì. Gia đình con cháu chôn cất ta xong thì sẽ cho ta vào quên lãng. Nhiều năm trôi qua, đến tên ta là gì cũng chẳng còn ai thèm nhớ cả. Thậm chí chính ta cũng sẽ quên, vì ta đã đầu thai kiếp khác, còn nhớ gì nữa đâu. Tôi chỉ chợt tỉnh ra khi nhìn lại các kiếp trước. Khi làm tướng quân, tôi liều mình xông vai trận mạc, chém giết luôn tay, sát nghiệp đầy mình. Nói thẳng ra cũng chỉ vì muốn thăng quan tiến chức, leo lên những ngôi vị cao hơn. Nhưng rồi sao, cuối cùng thì vẫn chết, ai mà chả vậy. Chết rồi thì còn lại gì nữa đâu, mọi thứ bốc hơi như một giấc mộng. Rồi kiếp làm điệp viên cũng thế, mù toàn đủ kiểu, rồi cũng được làm phu nhân của một đại gia giàu có. Nhưng giờ cái giàu có ấy đâu rồi? Tàn rồi,
Nó đã bị thời gian hòa tan vào không khí cùng với mọi thứ khác, thân xác mỹ miều, tài năng xuất chúng, chồng con, gia đình, vân vân. Trong kinh, Đức Phật gọi đó là vô thường, nghĩa là không gì tồn tại mãi cả, tất cả sẽ tan biến. Quy luật vô thường này chẳng chừa ai, chẳng chừa cái gì cả. Bản chất cuộc sống này, bản chất sự luân hồi này là thế đấy, mệt mỏi, khổ đau thật nhiều, để rồi sẽ chẳng được cái gì cả. Thế nên Phật mới dạy, cần phải thoát ra khỏi luân hồi, cần phải tìm đường giải thoát. Giải thoát bằng cách nào đây? Tôi là hạng căn cơ kém, lại sống ở thời mạt pháp này. Việc mơ tới chứng đạo như các vị A-la-hán thời Đức Phật thì xa vời quá. Nhưng may mắn thay, còn một con đường khác ngắn hơn, dễ hơn. Đức Phật Thích Ca vì thương xót những hạng căn cơ kém, không tự mình tu hành giải thoát được, nên đã mở ra cho những người như tôi một lối tắt để giải thoát khỏi cơn ác mộng luân hồi. Đó là vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nói cho dễ hiểu thì đó là một hành tinh ở rất xa, thanh tịnh và không có bất cứ đau khổ nào. Nơi đó có một Đức Phật hiệu là A-di-đà Phật. Ngài vì lòng từ bi thương xót chúng sinh khắp vũ trụ, đau khổ vô tận nhưng chẳng dễ tự mình thoát ra được. Vậy nên Ngài dùng phước đức vĩ đại, không cùng tận của mình mà tạo dựng nên một thế giới thanh tịnh, đẹp đẽ, ngập tràn sự an lạc mà không xen lẫn chút khổ đau nào. Để cho mọi chúng sinh khắp pháp giới vũ trụ, nếu muốn được đầu thai về thế giới của Ngài thì đều có thể. Cụ thể như thế nào thì bạn nên tìm đọc Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng giải rất rõ trong đó, chứ vài lời ngắn ngủi của tôi không thể nói rõ được. Còn để đầu thai về cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không quá khó, chỉ có ba điều. Một là có lòng tin vào Phật A-di-đà, vào cõi Tây Phương Cực Lạc, gọi là tín. Hai là phát nguyện kiếp sau sẽ được tái sinh về cõi cực lạc đó, gọi là nguyện. Và ba là làm nhiều phước lành, tạo nhiều công đức khác nhau, nhất là niệm Nam-mô A-di-đà Phật, rồi hồi hướng công đức ấy, cầu được chuyển sinh về cực lạc, gọi là hạnh. Cả ba điều trên được tóm gọn lại ở phần khai thị cầu vãng sinh, trang 278. Sinh về thế giới cực lạc rồi, không phải là thành thánh ngay, chỉ là ta sẽ được sống trong một thế giới tuyệt mỹ, không hề có danh từ khổ đau trong từ điển nơi đó. Cũng không phải chết rồi đầu thai, mà tuổi thọ sẽ được kéo dài vô hạn định. Quan trọng nhất là được Đức Phật A-di-đà và các vị Bồ Tát giáo hóa dạy dỗ cho. Theo đó mỗi người sẽ tu hành chuyển nghiệp dần dần, tăng trưởng trí tuệ, đạo hạnh dần dần trong thời gian lâu xa, không có giới hạn, cho đến khi chứng đạo thành Phật mới thôi. Tuyệt vậy thì còn gì bằng? Từ khi biết đến pháp môn tịnh độ cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi, thật lòng tôi mừng hơn là bắt được vàng. Còn gì phù hợp hơn nữa với một kẻ căn cơ yếu như tôi để thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đầy máu và nước mắt ở cái thế giới này? Thế nên kể từ đó, việc trọng đại nhất của cuộc đời tôi đó là dùng những năm tháng còn lại của cuộc đời chuyên tâm tu theo pháp môn tịnh độ, chờ cho hết kiếp này mà được tái sinh nơi cực lạc. Mà cho dù kiếp này còn chướng ngại chi đó, chưa được vãng sinh, thì tôi cũng nguyện kiếp sau nữa sẽ vẫn tu tập cầu vãng sinh. Một kiếp không được thì năm bảy kiếp. Thế nào tôi cũng sẽ được toại nguyện, vì nhân vãng sinh đã gieo, thì quả vãng sinh phải trổ. Nhân quả chắc chắn không sai chạy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhân quả không dễ nhìn thấy, nhưng lại có quyền năng tuyệt đối, luôn công bằng và chính xác. Chỉ cần hiểu rõ nhân quả và biết cách vận dụng, mọi việc đều sẽ tự thông suốt, bất kể là việc đời hay việc đạo, bất kể là muốn mau khỏi bệnh hay cầu được vãng sinh. Hy vọng ai ai cũng sớm thông suốt những đạo lý này, kinh sợ tội ác, nương theo lời Phật dạy mà dốc lòng tu tập, thế giới sẽ bớt đi bao nhiêu đau khổ, cuộc đời sẽ tăng thêm bao nhiêu sự yên bình, hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc. Sáu câu chuyện nhân quả báo ứng nên nghe một lần trong đời. Gần đây có một vị họ Trương, nhà ở tại thôn Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc,
đã viết thư tới kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thân chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này là hoàn toàn có thật, là người thật, việc thật, có bằng chứng hẳn hoi, xin công bố ra để thế nhân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây, mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu vào nhân quả để không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng câu chuyện theo thứ tự như sau. Câu chuyện thứ nhất, ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông gì. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có một ông giáo tên X dạy về môn kỹ thuật rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ, ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp, cho đến khi đầu vỡ máu tuôn, chó chết dãy dụa, tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt nó cho bằng được, rồi dùng đá đập đầu. Trước khi chết, con rắn không ngừng dãy dụa, lăn lộn thống khổ. Tôi cứ tỉnh bơ, nhìn như không thấy gì, lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút ái nái vì hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này, tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. 7 năm trước, tôi công tác tại đội làm đường nọ. Khi một chiếc xe đang thi công đột ngột lùi bánh, tôi không đề phòng nên bị tông, dẫn đến chấn thương sọ não. Phải nhập viện điều trị rất lâu mới có thể hồi phục. Sau đó chứng đau dạ dày, tức bao tử bộc phát. Tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị. Uống đủ thuốc đông lẫn tây y nhưng vô hiệu. Cuối cùng bất đắc dĩ, tôi phải áp dụng theo một số đơn thuốc dân gian chỉ bài. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, mèo, rắn, rết, rùa, gà, vịt phối hợp để chưng, nấu, hầm hay nướng mới có tác dụng. Kết quả tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua truyền kỳ dùng đủ các loại thứ thuốc, bệnh của tôi không những không giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó tôi đi đến các bệnh viện lớn để khám. Bác sĩ nói nếu không mổ ngay tức khắc thì khó mà cứu được mạng, vì vậy cần phải phẫu thuật. Dạ dày của tôi bị cắt bỏ hơn 2/3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái lúc tôi đang làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương, nát bấy, máu chảy không ngừng, đau thấu tim gan, tôi kêu la thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát, máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy, không kìm được. Bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn hay giết chó, máu nhộm đỏ cả khoảng sân. Nhân đấy tôi bắt đầu tự hỏi, tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật, vậy có phải điều là quả báo do ngày xưa sát sinh hay chăng? Câu chuyện thứ hai, Trần Lão Gia. Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần, trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể, cha cô là Trần Lão Gia có một sở thích rất đặc biệt, đó là rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa, nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt của con cá ra ăn, khen rằng rất là ngon. Ông còn dặn người nhà là phải mua thật nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu. Sau này phụ thân của cô bỗng dưng bị viêm hết một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng, nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa trị được. Sau đó mắt của ba cô bị mù hẳn. Bác sĩ bèn mổ lấy nó ra, thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau con mắt còn lại của ba cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì bị mất thị lực. Hiện giờ ông phải sống qua những chuỗi ngày không còn nhìn thấy ánh sáng. Câu chuyện thứ ba, ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một người bạn học họ Trần, anh là quân nhân. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và người em trai của mình thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật hoặc là bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này nhà anh liên tục phát sinh rủi ro. Đầu tiên là em trai của anh, trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ dàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang.
Em trai của anh đã bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không bao lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn, hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi nhau với vợ một trận dữ dội, phải dẫn đến ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn, giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. Câu chuyện thứ tư, anh bạn xã thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng. Hễ bắn ra phát nào là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay là không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ ngợi khen. Năm ngoái trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới. Lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát như quả dưa hấu bị bổ, óc bắn văng tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm không dám nhìn. Hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ. Câu chuyện thứ năm, khi oan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ba bữa liên tục mà mỗi khi đói ẩm thưởng thức cùng năm ba bạn nhậu phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa axit uric nên tay chân biến dạng cong queo. Hơn nữa trên mặt có nhiều vết lở loét trông rất đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rữa. Dù ông đi khắp nơi để cầu trị nhưng không chữa được. Lần nọ, ông sơ ý bị té, gãy xương đùi. Ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời của người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy kêu thét hoảng sợ. Có người tới muốn bắt tôi đi, có người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi. Khiến ai nghe cũng nổi gai ốc. Câu chuyện thứ sáu, cẩn thận khi thề thốt. Ở quê tôi, các chị bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước tại Đài Loan, có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần nọ, có một anh bán vải, chở hàng vào thôn, các phụ nữ bu xem. Họ cầm vải truyền tay nhau, cùng xem, rồi luân phiên bình phẩm, nhưng không ai mua cả. Người bán thấy vậy bèn thu vải về, nhưng khi kiểm hàng anh phát hiện bị mất một xấp vải. Lần này ai cũng nói là mình không có lấy. Trong số phụ nữ kia thì có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy mà còn thề độc như sau. Tôi mà có lấy vải như mấy người nói hả, thì sẽ bị xe tông chết. Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà, thì một chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây là nhân quả báo ứng đáng sợ vô cùng. Sợ vô cùng.